Covid anh em lục này thì nó có cái tầm dốc quan trọng ở trong nhà thiền, nhưng mà phiên dịch ra thì lâu nay chưa có mấy người phiên dịch. Vì vậy mà hôm nay thì chúng ta học cái bản phiên dịch do chúng tôi dịch ra nhưng mà chưa được in. Vì vậy mà có lẽ hoặc là đánh máy hoặc là Veroneo nó còn sai chạy nhiều, cho nên đây không có bắt đọc theo thứ tự mà lựa một người nào đọc rõ, đọc để cho quý vị nghe sửa cho nó trúng. Còn cái phần mà ở đây nói dịch thì nghe đâu ở bên Mỹ cũng có dịch ra bản chữ Việt, còn ở bên Anh năm 1961 có xuất bản một bản dịch từ chữ Hán ra chữ Anh do một nhà thần học Cơ Đốc giáo qua Nhật học nhiều năm, đến khi trở về ông để 15 năm mà dịch xong quyển này in năm 1961. Thì quý vị thấy cái tầm dốc quan trọng của nó rất là to, cho nên khi người học thiền người ta đều chú tâm nhiều từ quyển này. Thì hôm nay thì tôi sẽ giảng cho quý vị nghe một số tắc công án ở trong đây đã tụng và giải, còn những cái sau thì quý vị tùy theo cái khả năng đọc rồi sẽ hiểu. Mà đây nó giảng chứ cũng không có giảng gì hết, tôi chỉ thuật lại những lời trong đây, chỗ nào quan trọng, ít quan trọng quý vị nghe tôi nhấn mạnh hay là không nhấn mạnh thì quý vị hiểu. Vì vậy mà đừng đòi hỏi giảng từng câu từng chữ mà phải hiểu được cái ý ở trong này. Bởi vậy cho nên từ đầu đến sau đều đọc hết những cái lời của người dịch từ chữ Hán và chữ Việt và những cái lời tựa nào hay là lời giải đề, cái gì dễ thì tôi chỉ nói đại cương rồi thông qua, chỗ nào khó thì tôi mới giải thích. Bây giờ thông phương đọc cho rõ, đọc từ lời dịch để coi chữ nào sai thì tôi nói quý vị sửa. Đây là cái bài giải đề Bích Nham Lục. Giải đề tức là cái lời của người sao giải về cái tên Bích Nham Lục. Mà đây là cái trong cái bản thiền học Đại Thành ở Nhật Bản mới có cái bài giải đề này. Thì người Nhật trước khi người ta học một quyển sách, trước có cái giải đề để mình biết lai lịch của quyển sách, tầm dốc quan trọng của quyển sách thế nào đó. Vì vậy cho nên đoạn đầu ở đây là nói về cái tầm dốc quan trọng của quyển sách, hay là nói một cách khác nữa là cái chỗ phát nguồn quyển sách này từ đâu mà ra, từ đâu mà có. Đó là đoạn thứ nhất. Còn đoạn thứ hai á thì nói cái quyển sách này nó có lợi lớn mà nó cũng có hại to. Bởi vậy cho nên sau khi Ngài Viên Ngộ giải thích thì đệ tử là phổ chiếu vân vân biên để cho in. Nhưng mà sau rồi cũng đệ tử Ngài là Ngài Đại Huệ Tông Cảo lại đốt hết. À, như vậy thì một bên gom nhóm để in, rồi một bên thì đem ra đốt, thì cái lợi và cái hại của nó như thế nào thì đến cái phần tựa sau thì chúng ta sẽ thấy rõ. Đến phần thứ ba là nói đã bị đốt rồi
thì tại sao mà sau này có ra? Đó là để nói cái thời sau do những người cư sĩ họ tìm, họ giáo chánh rồi họ in lại. Đoạn thứ tư thì mới nói lịch sử của cái người tụng cổ là Ngài Tuyết Đạo. Mà Ngài Tuyết Đạo, lịch sử của Ngài nó có liên hệ tới lịch sử Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam mình có ba tông phái thiền. Một là cái phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, hai là cái phái Vô Ngôn Thông, ba là cái phái nào? Là phái Thảo Đường. Mà phái Thảo Đường thì Ngài Thảo Đường là đệ tử của Ngài Tuyết Đạo. Như vậy thì mình hiểu được Ngài Tuyết Đạo thì tất nhiên cái đường lối của Ngài Thảo Đường mình cũng có thể hiểu. Do đó cho nên nó có cái ảnh hưởng lớn đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta. Rồi đoạn kế đó nữa là nói về sự tích của thiền sư Viên Ngộ. Tại sao đặt tên là Bích Nham Lục? Lý do Ngài ở tại cái viện gì? Khi mà ngài dịch đó, tức là lễ tuyền tại Giáp Sơn đó, khi mà Ngài trụ trì viện lễ tuyền tại Giáp Sơn thì chỗ Ngài cái phòng Ngài ở hay là cái thất Ngài ở có đề Bích Nham. Bích Nham tức là vách núi. Vì vậy cho nên Ngài ngồi ở đó mà giảng cái này cho chư tăng nghe. Chư tăng nghe rồi họ ghi chép lại, họ lấy cái tên, cái bản đề của cái thất Ngài mà để tên là Bích Nham Lục. Bích Nham là cái tên, thì cái thất, tấm bản của cái thất, lục là ghi chép lại. Đó tức là nói về lịch sử của Ngài Viên Ngộ. Thì như vậy chúng ta thấy đây nó có tính cách về sử, nói rõ ra thì chỉ đọc là hiểu, cho nên tôi khỏi có giảng cái phần này cho quý vị hiểu rõ vậy thôi. Cái này thì chỉ cần đọc qua là hiểu. Đến mấy cái lời tựa đó nó hơi rắc rối thì mới giảng lần lần thì đọc lời tựa. Là cái lời tựa của người đệ tử trực tiếp học với Ngài và cùng hợp tác với một nhóm đệ tử nữa để mà biên chép lại. Thì đây cái lời tựa trước hết nói cái tầm dốc quan trọng của quyển sách hay là của con người Ngài Tuyết Đạo. Mạng mạch bậc chí thánh, đại cơ của liệt tổ, thuốc hay quán cốt, thuật diệu nuôi thần, chỉ thiền sư Tuyết Đạo có đủ chánh nhãn, siêu tông việt cách, đề cao chánh lệnh, chẳng bại khuôn phép, cầm kiền chùy, nấu Phật luyện tổ, tụng ra cái lỗ mũi hướng thượng của thiền khách. Núi bạc vết sắt ai dám dùi mài, con mũi cắn trâu sắt không có chỗ cắm mỏ. Thì như vậy đoạn đó là đoạn tán thán Ngài Tuyết Đạo. Vì cái mạng mạch của bậc chí thánh đây là chỉ cho Phật, mạng mạch của Phật pháp, đại cơ của liệt tổ tức là cái cơ lớn lao của các tổ truyền thừa, những cái đó nó quan trọng như là cái thứ thuốc hay quán cốt tức là đổi xương đó, tức là người già uống thành trẻ, người đau uống thành mạnh, đó gọi là cái thuốc hay quán cốt. Thuật diệu nuôi thần tức là cái thuật nhiệm màu nuôi dưỡng tinh thần của người. Những cái điều hay quan trọng đó của Phật pháp, của chư tổ, chỉ có thiền sư Tuyết Đạo mới có đủ chánh nhãn, tức là con mắt đứng đắn, siêu tâm việt cách,
tức là vượt hơn tất cả trong tông thừa, vượt hết những tư cách tầm thường, đề cao chánh lệnh, chẳng bài khuôn phép, tức là nêu cao những cái chánh lệnh của nhà thiền đó, mà không có theo một cái khuôn khổ, một phép tắc nào hết. Cầm kiền trì nấu luyện Phật tổ, tức là cầm cái kiền trì, tức là cái chài đập sắt nấu Phật luyện tổ. Tội không? Sao đem Phật nấu đi, tổ sao luyện được? Thì cái câu mà nấu Phật luyện tổ đây nghĩa là ngài như một người thợ rèn giỏi, từ những cái thanh sắt thường nấu luyện khiến cho được thành Phật, thành tổ. Những con người tầm thường đến với ngài, ngài khéo đào luyện cho họ trở thành tổ, thành Phật. Tụng ra cái lỗ mũi hướng thượng của thiền khách. Lỗ mũi hướng thượng thì nếu mà lỗ mũi mình nó ngược trở lên vậy thì chắc là mình bị mưa nó ướt cây sặc chết, phải không? Như vậy lỗ mũi hướng thượng là lỗ mũi sao? Lỗ mũi ai cũng xuôi xuống ở trên, mà đây nó lỗ mũi hướng thượng. Hướng thượng tức là xoay ngược trở lên. Nó không phải vậy. Lỗ mũi là chỉ cho cái thật có sẵn ở trước mắt mà mình không thấy. Cái thật đó đưa mình tới cái chỗ cứu kính, gọi là hướng thượng của những người thiền khách. Tới là người thiền khách là người muốn tìm ra chân lý, đến cái chỗ tột cùng, cho nên gọi là cái lỗ mũi hướng thượng. Rồi núi bạc vách sắt ai dám dùi mài, nghĩa là những cái lời nói của ngài, những cái bài tụng của ngài giống như là núi bạc vách sắt. Cái núi mà núi bạc á, thì bước lên nó có trạc không? Vách sắt mình có chỗ nào bám để mình leo không? Cho nên nói rằng đó khiến cho chúng ta không có chỗ nào mà bám mà nắm được. Cho nên nó ai dám dùi mài. Con mũi cắn trâu sắt, con mũi mà nó cắn trâu sắt á thì không có chỗ cắm mỏ. Người có cái lỗ chân lông với trâu sắt để nó cắm mỏ, nó hút máu không? Nghĩa là chúng ta thân thịt nó thưa hở, cho nên rồi con mũi nó mới cắm cái vòi ở trong lỗ chân lông của chúng ta, cắm nó hút máu được. Còn con trâu sắt thì nó khỏi. Thì đây cũng vậy, những cái lời tụng của ngài quá hay, nhưng mà chúng ta muốn suy gẫm, muốn tìm hiểu thì không có chỗ dùng cái tâm suy nghĩ để suy nghĩ ra được. Vì vậy mà nói rằng giống như là con mũi mà cắn trâu sắt không có chỗ cắm mỏ. Đó là 8 tháng ngài triết đạo. Bây giờ 8 tháng ngài viên ngộ. Lúc ở Bích Nha không gặp thợ tài, đâu thấu chỗ quyền vi. Nghĩa là cái hay của ngài, của người xưa, mà nếu không gặp cái người giỏi sau này thì làm sao mà thấu xuống được. Xứ Việt có Phật Quả Lão Nhân, lúc ở Bích Nham học giả không hiểu thưa hỏi, Lão Nhân thương xót vạch bài chỗ quyên nguyên. Tức là cái chỗ mà cái nguồn sâu xa thâm thẳm đó, rồi mới chia sẻ thâm lý, tức là những lý sâu ngài chia sẻ ra, nêu lên chỉ thẳng, chẳng lập kiến tri, 100 tắc công án từ đầu quán xuyến làm một, các bậc trưởng lão thứ lớp phải xét qua. Như vậy thì ngài giải thích đầu đuôi 100 tắc công án một cách quán xuyến rõ ràng. Nên biết ngọc bích nước triệu vốn không tì, tương như dối gạt vô tần. Đây là dụ nói rằng tương như vua triệu đòi cái vua tần đòi cái hòn ngọc bích của vua triệu. Hòn ngọc bích là quý, không có tì vết, mà khi tương như qua rồi
đem cái hòn ngọc ra rồi nói là hòn ngọc này có vết có tì, nó không phải hòn ngọc thiệt, gạt để mà giựt đem về. Đó. Chí đạo thật không lời, tông sư thương xót cứu tệ. Cái chỗ chí đạo nó không có lời, nhưng mà những bậc tông sư á thì thương xót cứu những cái tệ hại mà phải có nói. Nếu thấy như thế mới biết tột tâm lão bà. À, nếu mình thấy được như vậy đó, mình mới biết được cái lòng thương xót của các ngài. Hoặc là nể câu kẹt lời, chưa khỏi diệt dòng họ Phật. À, mình học cái đây mà chấp vào câu, chấp vào lời, thì đó là mình diệt cái dòng họ Phật. Phổ chiếu hân hạnh, hầu sư dưới gối, được nghe điều chưa nghe, bạn đạo chung hợp thành, biên gọn lại, dùng lời vụng về, viết tựa sao chót. Mình thấy người xưa đối với bậc thầy tổ nói lên những cái lời nghe rất là khiêm cung, từ tốn. Nghĩa là phổ chiếu là ngài đó được hầu dưới gối, tức là được thường quỳ ở bên cạnh, rồi nghe những điều chưa nghe, tức là được nghe giảng giải những điều mà trước kia chưa từng được nghe, rồi cùng bản đạo họp lại, biên gọn lại, rồi dùng những cái lời quê dũng của ngài mà viết cái lời tựa sao chót. Bây giờ niên hiệu Kiến Viêm năm Mậu Tuất, ngày 30 cuối xuân, đệ tử tham học, tỳ kheo phổ chiếu kính tựa. Như vậy lời tựa này là lời tựa đầu của quyển sách khi mà ra đời lần thứ nhất. Còn từ bài tựa thứ hai trở về sau á, là những bài tựa sau khi bị đốt rồi mới tìm sửa in lại lần thứ hai, cách gần 200 năm, tức là từ đời Tống mà tới đời Nguyên. Đây, cái lời tựa này là sau khi tái bản lần thứ hai, tức là đốt rồi lượm lặt những cái bản còn sót lại, rồi coi kỹ rồi mới bắt đầu cho in lần thứ hai, mà cách nhau gần 200 năm. Từ kinh Tứ Thập Nhị Chương truyền vào Trung Quốc mới biết có Phật. Ở Trung Hoa, cái người mà truyền bá Phật giáo trước nhất là Ma Đằng, Trúc Pháp Lan, những vị đó mới dịch ra trong tạng kinh, gom nhóp lại 42 bài để mà cho người Trung Hoa người ta đọc, để hiểu được cái hay của đạo Phật. À, như vậy thì kinh Tứ Thập Nhị Chương là bộ kinh ra đời sớm nhất ở Trung Quốc. Bởi vậy cho nên nói từ đó người ta mới biết đạo Phật. Đó là nói về giáo. Bây giờ nói về thiền. Từ Tổ Đạt Ma đến Lục Tổ Truyền Y mới có ngôn cứu. À, từ Tổ Đạt Ma đến Lục Tổ thì mỗi vị đều có để lại những cái lời dạy, hoặc là kệ, hoặc là sách. Tỷ dụ Tổ Đạt Ma thì mình thấy có Thiếu Thất Lục Môn, Lục Tổ thì mình thấy có Kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Nói bản lai vô nhất vật là Nam Tông, nói thời thời cần phất thức là Bắc Tông. Chữ Nam Tông với Bắc Tông này cái nghĩa nó khác, không phải giống như bây giờ chúng ta dùng. Bản lai vô nhất vật, cái câu đó xuất xứ từ đâu? Tức là bài kệ của Lục Tổ câu thứ mấy? Câu thứ ba, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai đó. Thì như vậy, chính cái bài kệ đó rồi ngài trở về phương Nam để truyền bá, cho nên gọi đó là Nam Tông. Nói thời thời cần phất thiết là Bắc Tông. Thời thời cần phất thiết là bài kệ của ai? Câu thứ mấy? Cũng câu thứ ba. Nó luôn luôn phải lau chùi đó.
bởi vì ngài Thần Tú thì ở phương Bắc, còn ngài Huệ Năng thì ở phương Nam, vì vậy mà gọi là Bắc Tông Nam Tông, căn cứ theo Thiền Tông ở Trung Hoa. Còn bây giờ mình nói Nam Tông Bắc Tông á, thì căn cứ theo cái gì? Nam Tông sau này cũng gọi là Nam Truyền Phật Giáo, tức là Phật giáo ở Ấn Độ truyền về phương Nam, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện rồi đó. Còn Bắc Tông là Phật giáo truyền về phương Bắc. Như vậy thì cái chữ Nam Tông Bắc Tông hồi xưa ở Trung Hoa khác, còn bây giờ nói nó khác. Khi có Thiền Tông liền có tụng cổ lưu hành ở đời. Có Thiền Tông rồi thì có những cái tụng cổ, tức là những bài tụng của người xưa để lưu hành ở đời. Đồ đệ kia có lối lật bàn, chê Phật vỡ tổ, không gì chẳng làm. Đồ đệ kia là đồ đệ của ai? Tức là đồ đệ của trong nhà thiền á, có cái lối lật bàn. Lật bàn tỷ dụ như trường hợp Tổ Lâm Tế mà đối với ai mà có cái chuyện lật bàn đó, cái ngày gì mà nửa khùng nửa thiệt đó, đó ngài Phổ Quá đi đám với Tổ Lâm Tế, khi nói cái ông lật ngược cái bàn thì có cái chuyện lật bàn. Rồi chê Phật vỡ tổ như ai? Như ngài Đức Sơn, không gì chẳng làm đủ mọi cách. Lúc ấy có người đạt được thi gia hoạt pháp, xong đã nói đệ nhất nghĩa đâu dùng ngôn cứu. Thi gia hoạt pháp tức là chỉ cho những người có tài thơ hay, văn giỏi, họ cũng có thể viết những cái bài thơ, bài văn, nhưng mà đứng về đệ nhất nghĩa thì nó không có dùng ngôn cứu. Tiết Đạo Viên Ngộ, tức là hai cái vị đó, Tâm Lão Bà Tha Thiết, hai vị đó sở dĩ dùng những cái bài tụng, những cái lời giải đó là ngôn cứu. Nhưng mà ngôn cứu tại sao lại dùng ngôn cứu? Là bởi vì thương xót cái người sao không hiểu, không biết, cho nên các ngài mới viết, mới nói ra. Đại Huệ cho một mũi lửa thiêu sạch. Như vậy thì đệ tử của ngài Viên Ngộ là Đại Huệ lại đốt hết trần. Thì hai vị đó là Tâm Lão Bà, Đại Huệ tâm gì? Cũng là Tâm Lão Bà luôn, phải không? Nghĩa là bên nay chấp nghe lời giảng giải hiểu, rồi chấp cái hiểu đó làm cái sở trường. Cho nên ngài Đại Huệ muốn phá cái chấp đó, ngài đốt hết trơn. Đốt là vì phá chấp, để cho người ta khỏi kẹt, để người ta đạt đạo, thì cũng là vì thương người sao, cho nên cũng là Tâm Lão Bà. Ở Ngung Trung, Trương Vĩ, Minh Viễn nhóm lại đóng lửa tàn, tái bản lưu hành, cũng đáng gọi là Tâm Lão Bà Tha Thiết ấy vậy. Thì người đốt Tâm Lão Bà, người cho in lại cũng là Tâm Lão Bà. Như vậy thì sao? Lẽ ra cái đốt là phải, thì cái in lại là quấy, phải không? Nhưng mà ở đây không phải, người đốt cũng vì muốn phá cái chấp cái kẹt, còn người cho in lại vì thương. Có lắm người học đạo, học thiền mà không có thấu suốt, cho nên cho in lại để cho người ta hiểu, thì cũng là Tâm Lão Bà. Niên hiệu Đại Đức thứ tư, 1300 năm Canh Tý, ngày mùng 8 tháng Giêng Quý Sửu, núi Tử Dương, Phương Hồi Vạn Lý, tựa, là tựa của ngài Phương Hồi. Đây là bài tựa của ông cư sĩ, mà ông nói nghe cũng nổ lỗ tai. Bích Nhâm Tập do Thiền Sư Viên Ngộ trước thuật. Đệ tử lớn của sư là Thiền Sư Đại Huệ đốt sạch. Thầy thì viết, thì trò đốt. Như vậy trò có phản thầy không? Các pháp thế gian đều kỹ chấp trước, chỗ uy kính
của Thiết Tử không ai bằng Phật, mà có khi vẫn phải quở. Đó, đây là giải thích lý do gì mà Đại Huệ phải đốt. Bởi vì pháp thế gian còn kỵ chấp, huống nữa là ở trong đạo, chúng ta là con nhà họ Thích, không ai mà chẳng kính Phật, mà có khi còn phải quở. Tại sao phải quở? Bởi có ta mà không kia, do ta mà không do kia vậy. Bỏ mình theo vật, ắt phải mất mình. Đó, quở là lý do đó. Bởi có ta mà không kia. Kia đây là chỉ cho ai? Kia là chỉ cho Phật. Bởi vì muốn thành Phật á, thì phải ngộ được cái tánh giác của mình, chứ không phải tìm ở nơi ông Phật ở ngoài. Cho nên nếu mà quên ông Phật của mình, tìm ông Phật ngoài, đó là cái sai lầm. Nên nó do ta mà chẳng do kia, tức là do ta mà được giác ngộ, chứ không phải do Phật mà mình giác ngộ. Vì Phật là ở ngoài mình, còn mình á, cái tánh giác của mình mới là cái ông Phật chính. Vì vậy mà kết thúc bằng câu: bỏ mình theo vật, ắt phải mất mình. Chúng ta quên mình mà chạy theo vật bên ngoài là chúng ta mất mình. Phàm tâm với đạo là một, đạo cùng vạn vật là một. Đầy dãy thái hư, có cái gì là chẳng phải đạo. Đến chỗ này là nói cái chỗ tột cùng, tâm với đạo nó không có hai, rồi đạo cùng muôn vật cũng không có hai. Đó là đầy dãy thái hư, như trong Tính Tâm Minh đó nói rằng tròn đồng thái hư đó, có cái gì mà chẳng phải đạo. Như vậy nơi nào, chốn nào cũng là đạo, nó đầy đủ, nó trùm khắp hết. Người tầm thường xem đó, hay thấy cái bị thấy mà chẳng thấy cái chẳng bị thấy. Câu này dễ hiểu không? Hay thấy cái bị thấy mà chẳng thấy cái chẳng thấy, mà chẳng thấy cái chẳng bị thấy. Cái hay thấy và cái chẳng bị thấy nó khác nhau thế nào? Thí dụ như ở đây chúng ta nhìn cây quạt thì chúng ta thấy cái gì? Ai cũng thấy được cây quạt là cái chuyện đương nhiên. Cây quạt là cái bị thấy, phải không? Cho nên hay thấy cái bị thấy đó là cái chuyện thường, trăm người như một. Mà không có thể thấy được cái chẳng bị thấy. Cái chẳng bị thấy là cái nào? Tức là cái thấy cây quạt đó, cái đó là cái không bị mình thấy, phải không? Mà cái không bị mình thấy là cái đó, cái gì của ai? Như vậy đó, mà chúng ta luôn luôn cứ chạy theo cái bị thấy, cái bị nghe, cái bị ngửi, bị nếm, rồi bị cảm xúc vân vân, mà không nhận ra cái sẵn của chính mình. Cho nên ấy, tìm cầu nơi người mà người vì nói đó, như đông pha dụ mặt trời, tìm qua kiếm lại càng xa càng mất. Mình đi tìm cầu nơi người khác, nhờ người khác nói cho mình, thì giống như ông Tô Đông Pha, ông dụ mặt trời soi sáng trong hư không, chỗ nào không sáng mà hỏi ánh sáng mặt trời ở đâu thì mình sao? Mình tìm ánh sáng mặt trời thì càng tìm thì không biết nữa, chỗ nào mà không có mà tìm. Cho nên tìm qua kiếm lại càng xa càng mất, nghĩa là cái đó nó hiện hữu mà mình cứ đi tìm đi kiếm, thì càng tìm càng kiếm nó càng mất. Như vậy thì ông nói cho rõ cái lẽ thật của con người là như vậy. Từ phu tử của ta, thế đạo còn muốn không nói, huống là nhà Phật là pháp xuất thế gian, mà có thể nơi văn tự ngôn ngữ tìm cầu được sao? Đức Khổng Tử dạy đạo là cái đạo làm người, cho nên gọi là thế đạo. Mà Ngài có khi Ngài còn không muốn nói,
Huống nữa là cái pháp của Phật là cái pháp xuất thế, mà lại dùng văn tự ngôn ngữ để mà thấy được cái đạo đó sao? Đó là cái lý không nói, bởi bây giờ nói cái lẽ phải nói. Ở trên nó là cái lý không nói, bây giờ nói cái lẽ phải nói. Tại sao phải nói? Tuy nhiên cũng không thể bỏ, không bỏ ngôn ngữ văn tự được. Tại sao? Vì người trí ít, người ngu nhiều, người học rồi ít, người chưa học nhiều. Đó, rõ quá. Người trí nghe một câu qua một hành động liền ngộ đó thì có mấy người, phải không? Nó quá ít. Còn cái người cần phải giải thích cho họ nhiều họ mới hiểu đó, thì cái đám đó đông vô số, phải không? Vì vậy mà người trí ít, mà người ngu thì nhiều. Đó. Mà cái người học rồi á thì ít, mà người chưa học thì nhiều. Bởi vậy cho nên rồi chư tổ phải giải thích. À, trường hợp của chúng ta bây giờ cũng vậy đó, nghĩa là phải để cho người ta hiểu một chút, do đó mà mình phải giải thích. Đây mới dẫn Đại Tạng Kinh hơn 5.000 quyển, trọn vì người sao lập bài. À, như vậy thì hơn 5.000 quyển trong Tạng Kinh thì vì người sao mà lập chứ gì? Nếu khả dĩ quên lời, ông già Thích Ca lẽ ra phải ngậm miệng, vì sao lại nói ồn ào như vậy? Nói cái chí đạo đó là vô ngôn, là không có lời, mà bây giờ Đức Phật nói 49 năm kết tập thành ra trên 5.000 quyển thì ngài nói nhiều ít. À, nếu chí đạo là không lời thì lẽ ra ngài im lặng, tại sao ngài nói quá nhiều vậy? À, lý cả thiên hạ vẫn có trong tầm thường mà vượt ra hình tướng tầm thường. Đó, cái lý thật ở trong thiên hạ nó nằm sẵn trong cái tầm thường đó, nhưng mà ngộ được cái lý đó trong cái chỗ tầm thường đó thì nó sẽ vượt ra khỏi cái tầm thường. Tuy dường dễ biết mà thật chưa dễ biết, chẳng nhờ người chỉ dạy thì trọn đời cũng không thể biết. Nói thì dường như mình có sẵn, phải không? Của mình thì có ai, mà nếu không có người chỉ, không có người khai thác cho thì muôn đời không biết. Và bây giờ tất cả những người ở thế gian họ có biết bao giờ rằng mình thấy cái bị thấy mà có cái không bị thấy, họ có biết có cái đó không? Không bao giờ họ biết, họ chỉ biết cái bị thấy thôi, chứ họ không biết có cái chẳng bị thấy. Thì như vậy, cho nên người chỉ cho mình nhận ra cái đó thì đó cũng là một cái cố gắng để cho mình thấy. Người xưa nổi danh trong đời, chẳng phải bậc anh có ngàn người, cũng là bậc kiệt của muôn người. À, nghĩa là như vậy thì cái người nổi danh ở trong thiên hạ đó là bậc anh kiệt của ngàn muôn người, chứ không phải là thường. Cây kiếm Thái A là loại kiếm bén nhất trong thiên hạ, lên núi thì giết được cọp, xuống biển thì chém được rồng, người đời đều biết trọn là như thế. Nghĩa là cái kiếm Thái A, tức là dùng cái kiếm rất bén thì nó sẽ thắng hết tất cả, cái gì nó cũng giết được, thì cái đó ai cũng nghe, ai cũng biết rồi. Xong cổ nhân có chỗ thiện dụng, nương thành mà chiến, thuận gió mà vơi, tức là vơi gươm á. Nương thành mà chiến, thuận gió mà vơi, nghĩa là sao? Nghĩa là khi họ đánh giặc á thì họ phải tựa vào cái thành để mà chiến thắng cái ngoại xâm. À, khi mà họ muốn vơi gươm á, họ coi theo cái chiều gió mà vơi thì nó mới nhẹ nhàng, mới được kết quả. Tam quân vì đó mà đại bại, máu tuôn đỏ cả ngàn dặm. Nói chuyện đến giặc đó là để diễn tả cái người có tài như tuyết đậu, có khả năng đặc biệt như ngài Viên Ngộ, là những cái bậc anh kiệt khéo dùng cái phương tiện để hướng dẫn người sao
giống cũng như một cái người chiến sĩ có tài, có thể nương thành với gương làm cho ba quân phải rơi đầu hết. Thế đâu chẳng do sở năng của một mình lại còn nghi gì ư? Thì như vậy một người có tài đó làm cho thiên hạ phải rúng động. Từ tôi nghe có quyển sách này rất mực tìm kiếm, họ Trương ở Ngung Trung mới khắc bản gỗ lại, đến mời tôi viết tựa, bèn trợ giúp được thành tựu, lại vì đề ở đầu. Như vậy thì ông kể lý do mà ông có làm bài tựa này. Niên hiệu Đại Đức thứ 9, 1306, năm Ất Tỵ, ngày lành tháng 3, Ngọc Sầm hưu hưu cư sĩ Liên Thành Châu Trì, viết tại nhà trọ Quán Kiều, sông Tiền Đường. Một ông cư sĩ mà ông nói được như vậy, quý vị có ngán chưa? Mình là xuất gia mà mình muốn viết như vậy không phải là dễ. Đó là bài tựa thứ 3, và đọc bài tựa thứ 4. Đọc cái tựa này chúng ta mới hiểu rõ cái chữ công án. Tại sao gọi là công án? Tựa 4 hỏi: Tập Bích Nham thành rồi hoại liền phải chăng? Đáp: phải. Thành rồi thì đệ tử của ngài giết, rồi cũng đệ tử của ngài đốt, cho nên thành rồi nó hoại liền. Từ Tổ Đạt Ma sang Trung Quốc riêng truyền tâm ấn, chẳng lập văn tự mà có các luận quyết mạch quy không vân vân, quả thực ai làm đó ư? Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa truyền tâm ấn, nói là không lập văn tự mà tại sao lại có quyết mạch luận quy không luận, mà bây giờ nó còn ở trong cái lục diệu pháp, ở trong cái thiếu thất lục môn đó. Thiếu thất lục môn thì như vậy ai làm vậy? Như vậy thì một bên nó chẳng lập văn tự, một bên lại truyền bá sách vở. Cổ nhân nói chẳng tại văn tự, chẳng lìa văn tự, là lời của người thật biết. Người thật biết thì nói rằng cái chánh pháp nó không ở văn tự mà nó cũng không rời văn tự. Nếu chúng ta chấp bên nào cũng đều trật hết, thấy rõ như vậy đó là mình thật biết. Đã khiến mọi người cuốn rèm nghe bản, dựng ngón tay, chạm gót chân vân vân, sáng được đại sự. Ai cuốn rèm, ai nghe bản, ai dựng ngón tay, ai chạm gót chân mà sáng đại sự. Tức là ngài Huệ Lăng Trường Khánh khi mà cuốn rèm cái ngài thấy ngài, cái ngài ngộ đạo liền, ngài làm kệ. Thì như vậy do cuốn rèm mà ngộ đạo. Nghe bản thì đọc rồi mà tôi quên tên vị này, thì dựng ngón tay là ai? Ngài Câu Chi chỉ dựng một ngón tay. Rồi chạm gót chân là ai? Tức là ngài Vân Môn khi đến Trần Tôn Túc đó, hỏi, mới hỏi rồi ngài xô ra, cái ngài đóng cửa lại, cái nó dập cái bàn chân cái ngộ đạo. Thì như vậy có ngôn ngữ gì? Phải không? Cuốn rèm rồi ngộ đạo, nghe tiếng bản ngộ đạo, đưa ngón tay ngộ đạo, chạm gót chân ngộ đạo. Thì như vậy đạo nó có ngôn ngữ gì? Bởi vậy cho nên đâu có ngôn ngữ văn tự gì đâu. Đó. Nhưng mà tại sao có ngôn ngữ văn tự? Từ đưa cành hoa cười chướng chiếu đến nay, cây phướng trước cửa ngã về sau mới dính với ngôn cú. Đưa cành hoa cười chúng chiếm là ai? Ngài Ca Diếp trước hội ở Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa, ngài cười chúng chiếm. Rồi cây phướng trước cửa ngã là ai? Ngài A Nan sau khi hỏi Tổ Ca Diếp rằng ngoài chiếc y kim lan ra rồi Phật có truyền gì cho sư huynh nữa không? Thì ngài nói cây phướng trước chùa ngã. Đó. Tức là từ Tổ Ca Diếp đến Tổ A Nan,
từ đó mới có ngôn cú, phải không? Mới có những cái câu để mà mình ghi lại thành ra văn tự. Chẳng có văn tự thì không lấy đâu truyền bá, thế là không thể bỏ vậy. Nếu mà không có văn tự thì làm sao mà truyền bá? Ai nhớ cho hết, ai biết cho rõ? Nếu người đã chết rồi, người sao đâu còn nữa mà biết. Vì vậy cho nên văn tự nó giúp sự truyền bá. Thường bảo sách thiền tông gọi là công án, sách thiền tông thường gọi là công án. Đình tưởng kháng thoại đầu, đó là công án. Công án này là chung những cái câu khó hiểu. Sướng từ đời Đường mà thạnh ở đời Tống, đến nay vẫn còn. Nay tức là để chỉ cho cái thời Nguyên. Bây giờ công án là gì? Hai chữ này trong pháp thế gian là thủ trác quan đòi. Cái dụng nó có ba. Thủ trác quan đòi tức là cái trác quan đòi mình đến chỗ công đường. Thành là chữ công á, là công đường, tức là cái chỗ mà quan xử tội, xử án á. Án tức là bản án, chứ không gì lạ. Cái bản án tại công đường, thì cái lời của chư tổ nói một cách khó hiểu đó, đó là công án, tức là như là cái bản án tại công đường. Ngay đến đó mà xét xử liền, chứ cần đi qua khỏi đó là trạch. Có ba nghĩa. A, xây mặt vào vách, thành công, hành cước việc rồi. Trái cân bàn thì khó rõ. Nói trái cân bàn thì quý vị nhớ, cái cân bàn thì nó có cái gì? Ở trên nó có cái cán canh ra rồi có trái canh, phải không? Như vậy thì cái trái canh nó là định cho mình biết bao nhiêu ký, bao nhiêu cân, bao nhiêu lượng. Nó tới cái mắt nào, nó thuộc là bao nhiêu. Thành ra nó là cái quy tắc cố định, nó là để cho mình biết cái chừng mực. Mà ở đây á, nói rằng mình nếu còn mắc kẹt ở trong cái quy tắc đó đó thì không có thể đạt được, không có thấy rõ được. Loài giả hồ thì dễ đọa. Còn giả hồ á, thường thường nói giả hồ tinh là tức là người học lóm mà nói đó, không biết, không có thấu, mà nghe ta nói bắt chước nói theo, gọi là giả hồ tinh thì dễ đọa. Hàng cụ nhãn vì đó khám biện, một quở một hét cốt thấy lẽ thật, như lão quan cứ án kết tội, trong ấy hẳn thấy tình thật chẳng sót một mãi. À, các ngài nêu lên một câu nghĩa là không thể hiểu, rồi khi đó mình tùy mình tỏ cái thái độ thế nào để đáp lại cái câu của các ngài. Nếu mà mình đáp trúng thì các ngài xét thấy trúng thì thưởng, mà nếu mình đáp bậy đáp sai thì các ngài phạt. Nghĩa là ngay đó mà như là một cái bản án kết tội liền ở lúc đó, căn cứ vào đó mà xét tội hay là không tội. Vì vậy mà nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, từ lãnh nam mới về, giang tay chưa hết nước, những lối tả mất dê dễ khóc, kim chỉ nam trên hải bàn hướng về nam, vì lòng từ bi tiếp dẫn, một gậy một tác cốt khiến chứng ngộ, như quan đình quý chấp pháp, không tội thì tha, có tội thì phạt. Từ lãnh nam mới về là ai? Tức là từ lục tổ ngài mới trở về lãnh nam, giang tay chưa hết nước là ai? Mã tổ hỏi câu của ông Bàn Long Quẩn hỏi đó, người không cùng môn pháp làm bạn là người gì? Chừng nào ngươi hớp một ngụm mà cạn sông Tây Giang, ta sẽ vì ngươi mà nói. Gọi là giang tay chưa hớp nước. Cho nên mấy cái chỗ này mà không có đọc sử thì học không biết đâu mà mò. Những lối tẻ mất dê dễ khóc, nghĩa là người tu hành giống như cái người mất dê đi tìm, mà đi tìm tới ngã ba không biết dê mình nó đi cái hướng nào, ba đường không biết đường nào mà kiếm, thì như vậy đứng đó mà khóc chứ không biết đi đâu. Thì cũng như vậy, cái người học đạo mà không nắm chắc, không thấy rõ thì dễ sanh ra thối bồ đề tâm. Kim chỉ nam trên hải bàn hướng về nam,
nói về kim chỉ nam ở trên hải bàn thì lúc nào nó cũng hướng về nam. Cái lẽ thật của nó là như vậy. Vì lòng từ bi tiếp dẫn một gậy một tác cốt khiến chứng ngộ. À, các tổ hồi xưa vì lòng từ bi có khi đánh một gậy, có khi tác một tác, đó là muốn cho mình chứng được đạo, chứ không phải là ghét, không phải là giận mà đánh đập mình. Giống cũng như quan đình quý chấp pháp, không tội thì tha, có tội thì phạt, vì vậy mà gọi là công án là vậy. Đến cái nghĩa thứ ba, ăn lúa mạ khá nhiều, cọc cột lừa quá chặt, chí học dịch phải chuyên, màng tơ nhuộm dễ buồn, đại thiện tri thức vì đó phó chúc, theo tâm chết trên bồ đoàn, một động một tham, như quan phủ ra các điều lệnh, khiến người đọc biết luật pháp, niệm ác vừa sanh, sai trở về tịch diệt. Như vậy thì cái nghĩa thứ ba này muốn nói cái gì? Nói rằng tâm chúng ta giống như là con trâu quan, nó đương ăn lúa mạ của nhiều người. À, nó đương chạy quan ăn lúa mạ của nhiều người. À, tâm của quý vị là trâu quan hay trâu thuần rồi? Quan hay thuần? Mấy năm rồi mà nó cũng còn quan hoài. À, bởi vậy nó ăn lúa mạ bị người ta rầy rào hoài, cọc cột lừa quá chặt. À, nói tâm ăn lúa mạ quá nhiều đó là để chỉ cho cái tâm phóng túng, rồi cọc cột lừa quá chặt tức là người ta sợ con lừa nó đi ăn cỏ hay là nó phá lúa phá mạ cây cối của người, ta đóng cái cọc chắc, cột gầm cái mỏ xuống dưới. À, thì như vậy con đó nó sẽ sống không? À, thì như vậy là để chỉ cho những người tu mà bám chặt vào một cái gì kèm giữ nó quá thì rồi cũng không phải. Chí học dịch phải chuyên, chí học dịch tức là học cái đạo lý mà luôn luôn là chuyển, luôn luôn là biến, mình phải cố gắng mà chuyên tâm. Màng tơ nhuộm dễ buồn, cái màng tơ mà khi họ nhuộm đen nhuộm trắng mình trông thấy có vẻ tan tóc, cho nên nó dễ buồn. À, đại thiện tri thức vì đó phó chúc. Phó chúc làm sao? Tức là dặn dò chúng ta theo tâm chết trên bồ đoàn, tức là ngồi trên bồ đoàn đuổi theo tâm mình, ngồi chết ở trên đó chứ không có lôi thôi. Một động một tham, tức là người thiện tri thức một hành động một câu nói mình đều phải theo đó mà tham cứu. Như quan phủ ra các điều lệnh, à, ra cái điều lệnh nào thì mình phải theo dõi để mà mình học cho biết, mình ứng dụng cho đúng, khiến người đọc biết luật pháp. À, bây giờ mình tu niệm ác vừa sanh, sai trở về tịch diệt. À, tức là vừa giấy niệm ác lên thì phải xoay cái niệm ác trở về chỗ vắng lặng. Sách cụ phương tạo công án, bài cơ cảnh làm cách lệnh, đó là chỉ cho cái phương tiện trong nhà thiền, hoặc là dùng những cái phương tiện sách tiếng bằng đủ mọi phương cách, gọi là cụ phương đủ mọi phương cách, hoặc là làm ra các công án, hoặc là nói những cái bài kệ, bài tụng, bài ra cơ cảnh, hoặc là làm cách lệnh, tức là làm cái lịch lệnh để cho mình theo đó mà mình nhận được. Với thế gian các sách kim khoa ngọc điều thanh minh, đối việc ban đầu nào có khác, nó cũng giống như những sách thế gian có những phương tiện cho người ta hiểu. Tổ sư sở dĩ lập công án lưu truyền trong tùng lâm là ý dụng như thế. À, như vậy thì cái ý dụng của tổ sư dùng công án giống như ở trên đã nói, có ba cái ý đó. Bởi vì thời mạt pháp về sau, người cầu diệu tâm lấy nơi giấy lau ghẻ, phó chánh pháp nơi miệng luận bàn,
điểm hết quỷ thần vẫn không rời bổ sổ. Mấy câu này dễ hiểu không? Người cầu diệu tâm nơi giấy lau gã. Giấy lau gã là giấy gì? Tức là ngài Đức Sơn, ngài dám nói rằng những kinh điển như là giấy lau gã. Tức là mình muốn thấy cái diệu tâm, mà diệu tâm nó không phải trên chữ, trên giấy, phải không? Mà mình cứ cầu diệu tâm trên chữ, trên giấy là không được. Chánh pháp nơi miệng luận bàn, cái chánh pháp nhãn tạng của Phật mà cứ ngồi bàn luận với nhau để mà trao cho thì không được. Điểm hết quỷ thần vẫn không rời bộ sổ. Ngồi đó cầm cái bộ sổ tên ông quỷ này, ông thần kia, kể cho đã đời mà có thấy ông nào không? Đọc tên mà không biết, không bao giờ thấy, không bao giờ biết ông nào hết. Thì đó chỉ là cái rỗng thôi. Đứng giữa cửa người, mặt gọi anh chàng, kiếm rơi lâu rồi vẫn còn khắc thuyền, thỏ chạy mất rồi mà không rời gốc cây, đầy bụng sáng biềm, hay hỏi ngôn chuyển ngữ, đối với việc lớn sinh tử vẫn không can thiệp. Đây là nói cái cố chấp, cái ngu khờ của chúng ta. Nghĩa là mình không có nỗ lực mà nương tựa vào người khác, giống như anh chàng tới giữa cửa người ta dò miệng người ta ăn vậy đó. Mình không lo làm để cho có ăn, mà tới ta ăn lại đứng dò miệng. Đó gọi là đứng giữa cửa người, mặt gọi anh chàng, rồi kiếm rơi lâu rồi vẫn còn khắc thuyền. Mấy câu chuyện này quý vị nghe rõ quá rồi. Thỏ chạy mất rồi mà không rời cây. Cái này thì mình đọc trong sách mình thấy, mà ta thấy cái sự sống thực. Là hôm kia gì, tôi thấy tôi cũng tức cười. Con tiểu hỷ nó thấy con chuột từ ở dưới chạy lên cái gốc mít, cái trèo lên nóc nhà, thấy vậy cái đứng đó nó chình lom lom gốc mít hoài nó không rời. Thì như vậy mình cũng giống nó một chút. Nghĩa là thấy ở đó tưởng rằng con chuột sẽ trở lại đó, nhưng mà không ngờ nó lên nóc nhà thì trong hết rồi, mà cứ lom lom nhìn gốc mít. Thì cái này cũng vậy, cái con thỏ nó chạy nó trúng cái gốc cây nó ngã nó chết, rồi lượm được cái rồi đứng chờ thỏ khác nó chạy trúng gốc cây chết nữa đó. Cho nên ôm gốc cây mà đợi thỏ đó. Đầy bụng sáng biềm, tức là đầy bụng toàn là những cái phương tiện, những cái không có thực, tức là những cái văn chương chữ nghĩa mà không có cái chánh nhãn, hay hỏi ngôn chuyển ngữ, đối việc lớn sinh tử vẫn không can thiệp, hỏi cách này gạn cách kia đủ thứ, mà đối với sinh tử mình không có dính dáng gì. Chuông kêu chảy cạn sẽ dùng vật việc gì? Câu này nghe dễ hiểu không? Chuông kêu chảy cạn sẽ dùng việc gì? Bởi vì ngày xưa cái đồng hồ với đồng là lấy đồng người ta đúc giống như cái chuông, rồi dưới để một cái lỗ nhỏ cho nó rõ nước xuống từng giọt từng giọt, chừng nào cạn hết cái nước ở trong cái hồ đó, cái miếng đồng đó thì gọi là một giờ. Mà bây giờ đây nước nó chảy cạn, trong khi mà nước còn ở trong cái chuông đó, mình đánh nó kêu không? Nó không kêu. Mà giờ đánh kêu tức là nó làm sao? Nó cạn nước rồi. Mà cạn nước mà không đổ vô nữa thì lúc đó phải dùng được gì không? Cũng như cái đồng hồ mình mà tới chừng nó hết dương thiều nó không chạy thì đồng hồ nó còn xài được không? À, vì vậy cho nên nói rằng chuông kêu chẳng chảy cạn sẽ dùng việc gì? À, than ôi, con linh dương mọc sừng đâu có thể dùng hình tướng khắp tìm, người khéo học liễu hạ huệ há bước cũng bước, chạy cũng chạy ư. Mấy cái câu này là dạy cho mình thấy cái cuộc sống, cái người tu phải là linh động, phải là sáng suốt. Con linh dương mọc sừng là nói rằng con dê linh mọc sừng đó, con đó đi nó không để dấu vết, nó chạy qua mà người ta kiếm cái dấu nó không được,
thì làm sao mà tìm hình tìm tướng nó. Còn như người học Liễu Hạ Huệ, ông Liễu Hạ Huệ là một nhà hiền hồi xưa, mà giờ mà bắt chước cái đức tốt, cái hiền mà nổi tiếng của ngài đó, bây giờ ngài đi như thế nào, ngài bước như thế nào, mình đều bắt chước, mình bước y như vậy, đi đúng như vậy, rồi ngài chạy như thế nào mình cũng chạy đúng như vậy, đó là học theo ngài phải không? Tỷ dụ như trong hiện đời chúng ta có những cái vị tài đức, rồi họ được nổi tiếng là tài đức, rồi họ làm cái gì mình cũng bắt chước hệt như vậy đó, họ đi thì mình cũng đi, họ chạy mình cũng chạy, đó mình thành người hiền đức chưa? Mình không có thể lấy cái hình thức đó gọi là học người xưa, mà phải hiểu được cái linh động, cái sáng suốt của người xưa mà mình phải học cái đó đó. Biết thế ác tâm hai lão nhân đều phải, hai lão nhân tức là ngài Viên Ngộ và ngài Đại Huệ. Viên Ngộ tâm xót con thương cháu quá nhiều nên niêm lại các tụng của Tiết Đạo, vì thương xót con cháu quá, sợ họ không hiểu cho nên niêm tụng những cái bài tụng của ngài Tiết Đạo. Đại Huệ tâm cứu vị thiêu vớt chết đuối khá nạn nên thiêu sạch bích nham tập. Thì bên kia thì thương con thương cháu cho nên giải thích những bài tụng của ngài Tiết Đạo, bên này vì sợ người ta bị thiêu bị chết đuối ở trong cái cố chấp cho nên đốt. Thì hai người đều trúng và đều trật. Hai người đều là tâm lão bà hết. Bây giờ mới giải thích rộng. Đức Thích Ca nói Đại Tạng Kinh rốt sao bèn bảo chẳng nói một chữ. Đó mình học trong kinh gì rồi đó. Lăng Già Phật nói ta chưa từng nói một chữ, thì nói cả Đại Tạng Kinh mà rốt sao không từng nói một chữ. Há dối ta sao? Tâm của Viên Ngộ là tâm của Phật nói kinh đó, cái giảng rộng ra. Còn tâm Đại Huệ là tâm của Phật dẹp ngôn thuyết, là không nói một chữ. Thì như vậy hai vị đều là học theo Phật hết. Ở Vũ Lăng Nhan Tử dời chỗ đều như thế, xô đó đẩy đó cốt vì xe đi mà thôi. Ông Nhan Tử dời chỗ ở từ đây tới chỗ kia cũng đều là như thế, tức là đều là linh động tùy duyên. Cũng như chiếc xe nó không chạy, nó không chạy thì nó mắc kẹt, thì mình muốn đẩy cho nó chạy phải sao? Khi nhúng nhúng đẩy nó tới, cũng khi đẩy nó lùi, phải không? Đẩy lùi lấy tới, đẩy tới. Như vậy đẩy lùi đẩy tới đều cốt sao? Cốt cho xe chạy thôi, chứ đừng nói tại sao đi tới là chỗ mình muốn mà giờ đẩy lùi chi vậy? Nó đẩy lùi để lấy chớ, người ta đẩy tới. Như vậy thì cái nào cũng trúng thôi. Đến nay đã hơn 200 năm, ở Ngung Trung Trương Minh Viễn lại khắc bản lưu truyền sách này, có phải là tổ giáo hồi xuân chăng? Như vậy là có phải là tổ giáo đến cái thời kỳ thạnh hành lại chăng? Hay đời có số chăng? Hay là đời tới cái lúc mà nó phải tiêu diệt? Xong lưu hành sách này thật quan hệ thâm trọng, nếu thấy nước cho là biển, nhận ngó tay làm mặt trăng, chẳng những đấng đại từ thương đó mà Viên Ngộ cũng vì họ gỡ niêm mở trói. Nếu chúng ta chỉ thấy một cái hồ nước mình cho đó là biển thì đó là một cái chấp sai lầm. Nhận người ta chỉ lấy ngón tay chỉ mặt trăng mà nhận ngón tay là mặt trăng, đó là những cái khờ dại. Như vậy thì khiến cho những người mà có cái lòng đại từ bi thấy như vậy mà thương, mà ngài Viên Ngộ ngài cũng vì họ mà gỡ những cái niêm, mở những cái bị trói cho họ. Người xưa tả chiếu có thơ rằng, và thơ này quý vị đọc rõ ràng trên giấy Trương Công Tử, tận lực to lời gọi chẳng hay vô cùng.
thấy không? Trên cái tấm giấy hình Trương Công Tử rõ ràng. Thì như vậy mình thấy hình Trương Công Tử mà kêu Ngài có gật đầu không? Ngài có trả lời không? Như vậy hình Trương Công Tử trên giấy không phải là Trương Công Tử thật. Tất cả cái giáo lý nằm ở trong kinh sách nó giống với lẽ thật, mà nó không phải là lẽ thật. Lẽ thật ở ngoài cái đó, phải không? Cho nên cái hai câu này thật là hay. Rõ ràng trên giấy Trương Công Tử tận lực to lời gọi chẳng ừ đó. Bữa nào quý vị thấy hình của tôi được kêu tôi, coi tôi có gật đầu không? Muốn xem sách này trước phải tham lời này đó. Như vậy thì ta muốn đọc cái bộ Bích Nham Lục thì phải hiểu được cái ý này mới nên đọc, chứ đừng có cố chấp chữ lời. Niên hiệu Đại Đức 15 tháng 4 ngày năm Giáp Thìn, Tam Lão Nhân ghi. Như vậy thì qua hết cái phần tựa rồi, bây giờ đi thẳng vào cái công án. Tắc một Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa. Chữ đây thường dùng chữ tắc. Chữ tắc nó cũng là phép tắc đó, là một cái phương, cái quyết định nó làm thế này thế kia, nó thành ra như nó cái phép tắc. Nhưng mà cũng có chỗ nó có tính cách là cùng tột, cho nên nó là cực tắc đó, tức là cái chỗ tột cùng. Lời dẫn: cách núi thấy khói, tức biết có lửa. Cách tường thấy sừng, liền biết có trâu. Cái câu đó dễ hiểu không? Người thông minh á, thì cách núi mà bên kia thấy khói lên thì biết chỗ đó có lửa không? Đâu đợi thấy lửa mới nói chỗ đó có lửa, phải không? Vừa thấy khói thì biết nơi đó có lửa mới gọi là người thông minh. Còn giờ cách tường, ngang bức tường mà thấy bên kia ló sừng trâu thì biết chỗ đó có gì? Có trâu. Chứ không phải đợi thấy trâu mới biết có trâu. Thì đó là để nói những cái người sáng suốt thì phải vừa thấy một tí là nhận ra được cái thực, chứ đừng có đợi phải thấy cho rõ nói trắng. Nêu một rõ ba, mắt nhìn liền biết. Cân lượng là việc tầm thường cơm nước trong nhà thiền. Đó là nêu một rõ ba, vừa thấy một là biết được ba, thấy một góc là biết được ba góc kia rồi. Đó. Còn nếu cân lượng tức là còn đợi suy nghĩ so sánh thì đó là việc tầm thường cơm nước trong nhà thiền, nó không có gì quan trọng. Đến như cắt đứt các dòng, đông vọt lên tay lặn xuống, dọc ngang thuận nghịch buông nắm tự tại. Chính khi ấy hãy nói là chỗ hành lý của người nào. Đó, đây là nói những cái lối diệu dụng kỳ đặc của các ngài, giống như là người có thần thông, khi thì vọt lên, khi là lặn xuống, khi thì thuận, khi thì nghịch, nghĩa là một cách tự tại. Cái chỗ đó là chỗ hành lý của người nào. Như vậy thì đó là những cái bậc mà đại tông sư mới có cái khả năng như vậy. Thử xem sắn bìm của thuyết đạo, những lời tụng đây gọi đó là sắn bìm rồi đó. Trước nêu công án, công án mình đã hiểu hồi nãy rồi. Lương Võ Đế hỏi Đại sư Đạt Ma, thế nào là Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa? Đạt Ma đáp: rỗng thênh không thánh. Hỏi như vậy rồi đáp như vậy. Vua hỏi: đối trẫm là ai? Đạt Ma đáp: chẳng biết. Hai câu đó là thành công án rồi. Nghĩa là Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa là thế nào? Ngài nói: rỗng thênh không thánh. Rồi hỏi chứ đối trẫm là ai? Chẳng biết. Trả lời rõ chưa? Vua không khế hội. Đạt Ma bèn sang sông đến Ngụy. Sao vua đem việc này hỏi hòa thượng Chí Công? Chí Công tâu: bệ hạ lại biết người này chăng? Vua nói: chẳng biết. Chí Công tâu:
đây là Quan Âm đại sĩ truyền tâm ấn Phật. Vua hối hận sai sứ đi thỉnh trở lại với công tâu. Chẳng những bệ hạ sai sứ thỉnh, đi thỉnh chẳng được, dù người trong cả nước đi thỉnh y cũng chẳng trở lại. Như vậy thì nêu công án, mà công án này nó đặt nặng ở hai cái câu rỗng thênh không thánh và chẳng biết, phải không? Đó, thì hai cái đó là hai cái trọng tâm của cái công án. Bây giờ ngài giải thích. Giải thích: Tổ Đạt Ma xa xem thấy cõi này có căn khí đại thừa, vượt biển mà đến, riêng truyền tâm ấn, vạch bài những lớp mê, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Nếu thế ấy thấy được thì có phần tự do, chẳng bị tất cả ngôn ngữ chuyển, thoát thể hiện thành, liền hay ở sau cùng võ đế đối đáp, và chỗ an tâm của nhị tổ tự nhiên thấy được, không có một mãi tình trần phân biệt, một đao chặt đứt thông dong tự tại, đâu cần phân phải phân quấy, biện được biện mất. Tuy nhiên thế ấy khéo được có mấy người. Thì đây là ngài dẫn sử rồi nói rõ cái chỗ cứu kính mà Tổ Đạt Ma sử dụng, nghĩa là hai câu rỗng thênh không thánh và chẳng biết đó. Nếu ngay nơi đó mà mình nhận ra được á, thì sau này khi tổ, tức là ngài Huệ Khả hỏi rằng tâm con chẳng an, xin hòa thượng giải pháp an tâm, thì ngài bảo đưa tâm ra ta an cho, đem tâm ra ta an cho. Thì tìm tâm được, nó con tìm tâm không được, trả lời ta an tâm cho ngươi rồi. Thì như vậy cái gì là chỗ để cho mình suy nghĩ, phải không? Cái buổi đầu đến với vua Lương Võ Đế, hai câu của ngài nói không dính một tí nào về tình trần, về ý niệm. Rồi hai câu ở sau nói với Tổ Huệ Khả, đem tâm ra ta an cho, rồi cái ta an tâm cho ngươi rồi, thì có cái gì để nghĩ đó. Nếu thấy được thì ngay đó mình thấy, mà thấy được như vậy đó thì không còn có một chút gì để mà dính dấp với tình trần phân biệt. Tức là những câu nói của ngài đều là chặt đứt hết mọi cái ý niệm của mình. Nếu mình thấy được là mình thông dong tự tại, không còn phân biệt đây là phải, kia là quấy, đây là được, kia là mất, tức là không còn kẹt ở bên này bên nọ. Tuy nhiên thế ấy mà khéo được, khéo thấy có mấy người, phải không? Có mấy người thấy được cái chỗ mà ngài muốn chỉ. Giải thích thêm: Võ Đế thường đắp ca sa giảng kinh phóng quang bát nhã, cảm được qua trời rơi loạn, đất biến thành vàng, hiểu đạo thờ Phật, ra chiếu cho toàn dân các chùa đổ tăng, y kinh điển tu hành, người đời gọi ông là Phật Tâm Thiên Tử. Ông vua mà có cái tâm Phật. Tổ Đạt Ma vừa gặp Võ Đế, vua hỏi: Trẫm các chùa đổ tăng có công đức gì? Đạt Ma đáp: Không công đức. Đáp toàn là những cái lời mà nó trái với cái gì hiểu từ trước đến giờ, phải không? Đây là tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Gặp mình nói một câu đầu là cho một gáo nước lạnh rồi. Nếu thấu được câu không công đức này, bảo ông thấy Tổ Đạt Ma, hãy nói cái chùa đổ tăng tại sao toàn không công đức, ý này ở chỗ nào? Quý vị mới thấy vua Lương Võ Đế, nghĩa là một ông cư sĩ làm vua mà dám đắp y, đắp ca sa tức là đắp y, giảng kinh phóng quang bát nhã, giảng mà cho tới qua trời rơi, để trời tán qua như vậy đó, mà tới gặp tổ ông cũng còn biết. Mình bây giờ thì sao? Nếu gặp tổ thì chắc mình bái mình lui, còn nếu không bái lui thì nói ông già điên. Bây giờ hỏi mà không, tôi cái chùa đổ tăng như
nhiều vậy đó, có công đức gì không? Thì như mình bây giờ nói có công đức nhiều lắm, ông làm được vậy thiệt là đáng khen này kia. Này nó không công đức, thật là lạnh như tiền, phải không? Nói vậy tức là tát cho ông một gáo nước lạnh đi chứ còn gì nữa. Hết chỗ ông nghĩ suy à. Rồi đây chúng ta thấy thêm, Võ Đế cùng Pháp Sư Lũ Ước, Phó Đại Sĩ, Thái Tử Chiêu Minh luận bàn về Chơn Đế, Tục Đế. Cứ theo kinh trong kinh nói, Chơn Đế để rõ phi hữu, Tục Đế để rõ phi vô. Chơn tục không ai, tức là Thánh Đế đệ nhất nghĩa à. Đây là chỗ cực diệu cùng quyền của giáo lý. Cái Thánh Đế đệ nhất nghĩa đó là chỗ tột cùng của giáo lý. Vua Đang chỗ cực tắc này hỏi Tổ Đạt Ma, thế nào là Thánh Đế đệ nhất nghĩa? Tổ Đạt Ma đáp, rỗng thênh không thánh. Cái câu đó, rỗng thênh không thánh. Ở Thánh Đế đệ nhất nghĩa thì mình phải giải làm sao, Thánh Đế thế nào, đệ nhất nghĩa làm sao để cho người ta rõ. Nên rỗng thênh không thánh. Thiền tăng khắp nơi nhảy không khỏi chỗ này. Cho nên rồi chư tăng, những người tu thiền mọi nơi nghe câu này vượt qua không nổi, mắc kẹt hết trơn. Quý vị có kẹt không? À, gặp cái câu này cũng như đụng đầu vào tường, hết thoát qua được. Đạt Ma cho y một đao đứt sạch. Tổ Đạt Ma cho y một đao đứt sạch. Câu đó là một đao đứt sạch, nghĩa là ông còn nghĩ Thánh Đế đệ nhất nghĩa là chỗ tột cùng, chỗ cao siêu chân dân. Nhưng mà ngôn từ làm sao đến chỗ thật được. Cho nên Ngài nói rỗng thênh không thánh đó, là một đao đứt sạch. Ngày nay có một số người hiểu lầm, trở lại đùa tinh hồn, tức là bắt chước đó. Trợn mắt đứng tràm bảo, rỗng thênh không thánh. Cũng bắt chước, ta hỏi cái gì cũng rỗng thênh không thánh đó. Đáng cười không dính dáng. Ngũ Tổ Tiên Sư, tức là Pháp Diễn nói, chỉ câu rỗng thênh không thánh, nếu người thấu được về nhà ngồi an ổn, còn bạch nhất đẳng thì làm sắn bìm, chẳng ngại cho y đập bể thùng sơn. Nghĩa là nếu ai thấu được cái câu đó thì được an ổn về nhà. Còn người nào chưa thấu được, còn hay là bạch nhất đẳng, tức là còn theo chữ theo nghĩa, thì làm sắn bìm để đợi một ngày nào đó nó bể thùng sơn. Tổ Đạt Ma tự trung thành kỳ đặc là tại tham thấu một câu thì ngàn câu muôn câu đồng thời thấu, tự nhiên ngồi được đoạn, nằm được định à. Nếu một câu đó mà mình thấu được rồi thì trăm ngàn câu sau mình đều thấu. Mà mình thấu được cái đó thì ngồi cũng dứt mà nằm cũng được định, nó không có lúc nào mà vắng. Người xưa nói tan xương nát thịt chưa đủ đền, một câu rõ suốt vượt trăm ức. Người xưa là người nào? Nhớ không? Người Quyền Giác đó, Túy Cốt đó. Những cái câu đó để thấy rằng chỉ cần một câu mà mình thấy được cái chỗ cứu kính vượt ra trăm ức. Vì vậy cho nên muốn đền ơn những cái bậc thầy, dù cho tan xương nát thịt cũng không đủ đền. Tổ Đạt Ma bổ thẳng vào đầu, cùng y một phen ló đuôi rồi. Đã bổ thẳng vào đầu, tại sao ló đuôi? Ló đuôi nghĩa là gì? Bởi vì thường thường người ta hay nói kẻ mà chạy trốn á, thì thường thường á, người ta nói rằng giấu đầu mà lòi đuôi. Lòi đuôi tức là đã trốn đừng cho người ta thấy, mà đưa cái đuôi ra người ta thấy mất rồi. Giống như mấy con chuột hay mấy con mèo ấy, chạy trốn mà cái đuôi còn ở ngoài thì ta nóng ta lôi ra. Thì ở đây cũng vậy, tuy Ngài bổ thẳng vào đầu mà Ngài đã bày cái lẽ thật cho mình thấy rồi, có giấu gì đâu à. Vua chẳng tỉnh, lại đem chấp nhơ ngã hỏi lại, đối trẫm là ai? Tổ Đạt Ma từ bi quá lắm, lại nhầm ý nói chẳng biết. Nói chẳng biết là quá từ bi. Thì quý vị mới thấy
nó là rỗng thân không thánh, đó là một lần chỉ, rồi nó chẳng biết lại thêm một lần chỉ nữa. Liền đó quả đế sửng sốt không biết chỗ rơi, ấy là lời nói gì, đến trong đó có việc không việc đem lại đều không kham. Hòa thượng Nghĩa Đoan có làm bài tụng, nó bài tụng này hay: nhất tiễn tầm thường lạc nhất điêu, cánh gia nhất tiễn dĩ tương nhiêu, trực quy thiếu thất phong tiền tọa, lương chúa hưu ngôn cánh khứ chiêu, phục vân thùy phục chiêu, đế bất khế toại tìm xuất quất, giá lão hán chỉ đắc ma la. Dịch: một mũi tầm thường rớt một con, lại thêm một mũi tỏ lòng son, thẳng về thiếu thất ngồi trên đảnh, lương chúa thôi đừng có ngóng mong. Lại bảo: ai ngóng mong, vua chẳng hội bèn ra khỏi nước, cái lão này chỉ được rối bời. Tụng một mũi tầm thường rớt một con là con chim điêu đó. Như vậy mũi thứ nhất là mũi nào? Rỗng thênh không thánh, đó là hạ một mũi rồi. Lẽ ra thì mũi đó đã lượm được con chim rồi mà không lượm nổi. Rồi tới cái sau thêm một mũi nữa, đối trọng là ai? Chẳng biết, đó là hạ mũi thứ hai. Cho nên lại thêm một mũi tỏ lòng son, thương đáo để rồi. Mà vậy mà không hiểu gì hết thì thôi, thẳng về thiếu thất ngồi trên đảnh, thôi về núi thiếu thất ngồi trên chót núi cho rồi, lương chúa thôi đừng có ngóng trong mong, thôi đừng có trong ngóng chi nữa, thôi ông hết duyên rồi. Rồi nó ai ngóng mong, vua chẳng hội bèn ra khỏi nước, cái lão này chỉ được rối bời. Đó là khen, khen rồi dường như chê, làm rối thiên hạ. Khi ngài qua sông đến nước Ngụy, nhằm lúc vua Hiếu Minh Đế đang trị vì, ông là người chủng tộc phương Bắc họ Thác Bạt, sau này mới gọi là Trung Quốc. Tổ Đạt Ma đến nước này cũng không yết kiến vua, đi thẳng đến Thiếu Lâm ngồi xây mặt vua Vách chỉ 9 năm, tiếp được nhị tổ, phương này gọi ngài là Bích Quán Bà La Môn. Đó, xử như vậy. Mà bây giờ phim thì sao? Phim thì sao vậy mà đùa nhau coi mê. Nói bậy nói bạ không trúng đầu đâu hết trơn. Vài chuyện nào là bắt tỏ rồi kéo xe rồi gì ôi tùm lum hết. Nên giờ mình thấy những cái làm sau này nó bịa ra cho hấp dẫn, chứ nó không có sự thật. Nên mình vậy mà mình cũng vẫn mê, có ai quên ngủ. Vua Võ Đế sao hỏi Chí Công, Chí Công tâu: bệ hạ biết người này chăng? Vua bảo: chẳng biết. Câu này cùng câu chẳng biết của Tổ Đạt Ma là đồng là khác, giống thì giống, thì cũng giống, phải thì chẳng phải. Hai người nói chẳng biết hết, phải không? Mà chẳng biết thì giống nhau, nhưng mà phải cái ý của tổ thì nó không phải. Nhiều người hiểu lầm. Trước kia Tổ Đạt Ma đáp ông là thiền, sau này Võ Đế đáp Chí Công chẳng biết là chẳng biết nhau. Thì đây ngài cũng cho là hiểu lầm. Thật nào có dính dáng. Chính khi Chí Công hỏi thế ấy, hãy nói đáp thế nào, sao chẳng đập một gậy chết tốt cho rồi, để khỏi thấy bôi hồ trét lọ. Hỏi bệ hạ có biết chăng đó, đập cái chết cho rồi, còn để bôi hồ trét lọ làm chi. Võ Đế lại đáp ông chẳng biết, Chỉ Công gặp lúc phải làm, liền nói đây là Quan Âm đại sĩ truyền Phật tâm ấn. Võ Đế hối hận sai sứ đi thỉnh lại, thật chẳng ngại ngùng, tức không có hổ thẹn. Chính khi Chỉ Công nói đây là Quan Âm đại sĩ truyền Phật tâm ấn, cũng nên đuổi y ra khỏi nước. Vì cái chỗ đó là cái chỗ không có tên mà nói này nữa nọ, vẫn còn so sánh chút ít. Tương truyền, đây nói tính cách về sử,
Hòa thượng Chí Công tịch năm niên hiệu Thiên Giám thứ 13, 514. Tổ Đạt Ma sang Trung Quốc niên hiệu Phổ Thông năm đầu, 520. Cách nhau 6 năm, tại sao lại nói đồng thời gặp nhau? Đây ắt là sai. Cứ theo truyện chép, nay chẳng luận việc này, chỉ cần biết đại cương thôi. Tuy nhiên, về sử thì nó không đúng sự thật, nhưng ở đây mình không cần quan trọng ở đó, mà cần đạt được cái lý mà ở trong cái công án nêu ra. Vả lại, nói Đạt Ma là Quan Âm, Chí Công là Quan Âm, thì ai là Quan Âm thực? Hoặc đã là Quan Âm sao lại có đến hai? Vì vì thời đó người ta nói Ngài Chí Công Hòa Thượng cũng là Quan Âm tái thế đó. Chẳng những có hai mà thành đoàn, kết đội, cho tới như là Phó Đại Sĩ cũng nói là Quan Âm, là nói là Di Lặc rồi đó. Thời Hậu Ngụy, luật sư Quan Thống, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi cùng Tổ Đạt Ma luận nghị, Tổ Bát Tướng chỉ tâm, các vị vì lượng nhỏ hẹp tự không kham nhận, giấy khởi tâm hại, nhiều lần để thuốc độc. Đến lần thứ sáu, do quá duyên đã hết, đã được người truyền pháp, nên không cần cứu. Tổ ngồi ngay thẳng mà tịch, nhập tháp trên núi Hùng Nhĩ tại chùa Định Long. Thì như vậy trong đạo cũng không thông cảm nhau nói, phải không? Rồi cũng để thuốc độc với nhau. Thì hồi xưa như vậy, có chuyện gì lạ? Hiểu cái đó rồi thôi, không có gì lạ hết. Mà Ngài có trách gì đâu. Nếu khi mà chưa có quá duyên được thì ráng sống, còn quá duyên được rồi thì đi. Thời Hậu Ngụy, Tống Vân đi sứ đến núi Thông Lãnh, gặp Tổ tay sách chiếc giày về tay. Võ Đế nhớ lại tự làm văn bia. Đây bây giờ ông hối hận, ông làm bia. Than ôi, thấy đó chẳng thấy, gần đó chẳng gần, gặp đó chẳng gặp, kim ấy, cổ ấy, quán ấy, hận ấy. Ông than, phải không? Nghĩa là đã thấy, đã gặp mà không biết gì hết người ta hết. Thật là quán ấy, hận ấy. Lại tán, tâm có vậy, nhiều kiếp mang thân phàm phu, tâm không vậy, trong khoảng sát na liền lên diệu giác. Tức là còn có cái tâm niệm sinh diệt thì nhiều kiếp mang thân phàm phu, tâm sinh diệt dứt thì trong sát na thành diệu giác. Hãy nói Đạt Ma hiện nay ở đâu, lầm qua rồi chẳng biết. Như vậy thì cái này là điệp khúc thứ ba, phải không? Ở đây tôi không có giảng, tôi nói cho quý vị nghe thôi. Rồi giờ tới tụng của Ngài Tiết Đạo. Thánh Đế Khoách Nhiên hà đương biện đích, đối trẫm giả thùy hoàng vân bất thích. Nhân tư ám đổ gian, khởi miễn sanh kinh cước. Hạp quốc nhân truy bất tai lai, thiên cổ vạn cổ không tương ức. Hữu thượng ức, thanh phong tráp địa hữu hà kịch. Dịch: Thánh Đế rỗng thênh, làm sao trúng đích? Đối trẫm là ai, lại bảo chẳng biết. Nhân đây đêm sang sông, hạ khỏi sanh gai gốc. Người cả nước mời chẳng trở về, muôn đời ngàn đời nhớ nhau rỗng. Thôi nhớ nhau, gió mát khóc nơi nào có tổ. Sư xem bên trái bên phải bảo, trong đây lại có tổ sư chăng? Tự đáp có, gọi đến cho lão tăng rửa chân. Cái tài của Ngài Tuyết Đậu ở chỗ đó đó. Thì mình thấy Thánh Đế Khoách Nhiên, đó là dẫn cái câu của Tổ Đạt Ma, hà đương biện đích. Ngài hạ một câu quá tài. Đã là rỗng thênh thì chỗ nào là cái chỗ để mình suy gẫm cho trúng đích, đó là cái đích mình nhắm. Đã là rỗng thênh rồi thì còn cái gì mà nghĩ suy, để cái gì mà tìm hiểu, để cái gì mà cho trúng. Cho nên hà đương bỉnh đích, biện đích, đó là Ngài đã giải rồi. Đối trẫm giả thùy hoàng vân bất thức, mà không biện được làm sao biết.
thì câu đó là đã rõ ràng. À, như vậy thì bốn câu đó là đã đủ rồi. Nhưng bây giờ Ngài nói theo lịch sử, nhân tư ám độ gian, tức là nhân đây mà đêm sang sông, khởi miễn sanh kinh cước, đâu khỏi sanh gai gốc, nghĩa là đi rồi làm cho ta hoang mang. Hạ quốc nhân truy bất tái lai, cả nước người muốn thỉnh Ngài cũng không trở lại được. Thiên cổ vạn cổ không tương ức, tức là ngàn xưa muôn xưa nhớ nhau rỗng thôi, có gì hưu tương ức, tức là thôi đừng có nhớ. Câu này là cái câu mà Ngài diễn tả một cách đặc biệt. Thanh phong tráp địa hữu hà kịch, tức là gió mát khắp nơi nào có tổ, chỗ nào mà không gió. Thì câu đó là câu Ngài đã ló đuôi. Rồi bây giờ nghĩa là vừa ló đuôi rồi, cái Ngài bẻ lại liền, xem bên trái bên phải bảo trong đây lại có tổ sư chăng, thì đã có. Bởi vì gió mát khắp nơi, chỗ nào thiếu thì có, nhưng mà gọi đến cho lão tăng rửa chân. Ở Trung Hoa mà nói gọi đến rửa chân nó là một cái như đứa trẻ rồi, kêu tới tôi rửa chân cho. Tức là hạ thấp xuống, nghĩa là nâng lên hạ xuống, nâng lên hạ xuống một cách tài tình. Vì vậy mà ta nói Ngài là một cái nhà hàn lâm Việt, tức là có đủ văn tài để mà sử dụng rất khéo léo. Giờ giải thích bài tụng. Cứ theo lời tụng công án này của Tuyết Đạo, giống như người giỏi múa kiếm Thái A quơi trong hư không thênh thang mà không chạm đến lưỡi bé. Đó, nếu mà đọc sơ qua không có biết gì đâu mà nghĩ mà suy. Nếu người không có thủ đoạn này, vừa nắm đến liền chạm lưỡi đứt tai. Nếu là người có mắt sáng, thấy sư một đưa ra, một rút lại, một khen, một chê, chỉ dùng bốn câu đủ quyết định một cách công án. Bốn câu trên là đủ rồi. Còn cái này như dưới nhân tư ám độ gian, tức là nhân đây đêm sang sông, khởi miễn sanh kinh cước, há khỏi sanh cây gốc, thì tất nhiên coi như là khen rồi chê. Cả nước không có rước cũng không trở về, nhớ nhau làm gì, thì tất cả gió mát thì đâu cũng có hết, còn gì phải nhớ tìm. Nói vậy thì thấy nó ló đuôi cái quảng, rút lại liền. Bây giờ ông ở đâu, kêu lại tôi rửa chân. Thì như vậy đó là cái biệt tài của Ngài. Phạm tụng cổ chỉ là nhiễu lộ nói thiền, tức là nói thiền một cách đi bên quanh co co vậy, chứ không có nói thẳng. Niêm cổ đại cương là cứ ai kết án mà thôi. Niêm cổ tức là nhắm thẳng vào cái bản án mà mình xét tội thôi. Tuyết Đạo vì kia lôi ra bổ thẳng vào đầu, liền nói thánh đế rỗng thênh, làm sao biết trúng, đó là chỉ thẳng rồi. Tuyết Đạo kế câu ban đầu, hạ một câu rất là kỳ đặc, hãy nói cứu cánh làm sao biết trúng. Dù cho mắt sắc trồng đồng dò tìm cũng chẳng được, bởi vì nó rỗng thênh mà biết chỗ nào trúng, nó có cái gì mà bắn mới trúng chứ, phải không? Bây giờ rỗng thênh thì chỗ nào bắn trúng, dầu cho có mắt sắc trồng đồng cũng tìm không ra cái chỗ nào để trúng hết. Tuyết Đạo kế câu ban đầu hả một câu rất là kỳ đặc, hãy nói cứu cánh làm sao biết trúng. Đến trong đây dùng tình thức suy đoán được chăng? Do đó Vân Môn nói như chọi đá nhán lửa, như làng điện chớp. Cái này không rơi vào tâm cơ, ý thức, tình tưởng vân vân. Nghĩa là những cái lời nói đó không cho mình nghĩ suy. Ông mở miệng kham làm gì? Khi khởi so sánh thì chim điêu đó bay đến Tân La. Nghĩa là bây giờ mình cầm cung, cầm tên, mình nhắm, mình bắn đó. Mà khi nhắm mà còn nghĩ không biết nên bắn sao, bắn cách nào, thì nó bay tuốt mất rồi. Cho nên nghĩa là nhắm bắn thì cứ bắn chứ đừng có nghĩ, vừa nghĩ nó bay mất. Thì cái này cũng vậy, nghe nói, thấy được thì thấy, không thấy thôi, vừa nghĩ nó đã chặt mất. Tuyết Đạo nói thiền tăng khắp nơi, các ông làm sao biết trúng. Đối trọng là ai, liền hạ lại bảo chẳng biết. Chẳng biết. Đây là Tuyết Đạo rất mực từ bi vì người trùng lập.
lập tới lập lui để cho người ta thấy rõ. Vả lại nói rỗng thênh, cùng chẳng biết là một loại hay hai thứ. Đó là cái lời của ngài Viên Ngộ, ngài muốn cho mình thấy đó, thấy không? Rỗng thênh, cùng chẳng biết là một loại hay hai thứ. Nếu là người đã liễu ngộ thì chẳng nói mà hiểu, người chưa liễu ngộ quyết định cho là hai. Chư phương tầm thường đều nói thuyết đạo một phen chỉ lại, tức là chỉ lại cái mà của tổ chỉ thôi, đâu chẳng biết chỉ bốn câu tụng đã tọt công án. Sao vì lòng từ bi tụng ra sự tích, nhân đây đêm sang sông há khỏi xanh gai gốc. Tổ Đạt Ma đến xứ này vì gỡ niêm mở trói, nhổ đinh tháo chốt, dẹp trừ gai gốc. Tại sao lại nói xanh gai gốc? Thì đó là một lối khéo của ngài, khen khen rồi chê, chê rồi khen, làm cho người ta không biết đâu mà mò. Chẳng những là người đương thời, đến nay gót chân vẫn còn lún sâu mấy trượng. Người cả nước mời chẳng trở về, muôn đời ngàn đời nhớ nhau rỗng, rất mực chẳng trượng phu. Câu đó là chỉ là sự tích thôi chứ không có gì. Hãy nói Đạt Ma ở chỗ nào? Nếu thấy Đạt Ma là thấy chỗ rốt sao vì người của Tuyết Đạo. Tuyết Đạo sợ e người chạy theo tình kiến, vì thế rút hẳn cái chốt cửa. Bài kiến giải của chính mình nói: thôi nhớ nhau, gió mát khắp nơi nào có tột. Gió mát khắp nơi nào có tột, với cái rỗng thênh không thánh đó nó có khác gì đâu. Đó là rút cái chốt cửa cho mình thấy rồi. Đã thôi nhớ nhau, việc dưới gót chân ông lại là gì? Nếu mà gió mát khắp nơi thì việc dưới gót chân ông là cái gì? Nó đâu không phải là gió mát. Tuyết Đậu nói: chính gió mát khắp nơi, trên trời dưới trời chỗ nào thiếu. Như vậy thì ngài giảng quá rõ rồi, phải không? Tuyết Đậu nắm việc ngàn xưa muôn xưa ném trước mặt, đến trước mặt. Như vậy thì đem việc xưa ném cho mình thấy rõ ràng, không còn giấu giếm gì nữa hết. Chẳng những Tuyết Đạo đương thời chỗ nào thiếu, mà trên phần của các ông cũng chỗ nào thiếu. Xuyên lại sợ người chấp ở trong ái, lại lập phương tiện lớn tiếng bảo: trong đây lại có tổ sư chăng? Tự đáp: có. Tuyết Đạo ở trong ái chẳng ngại vì người lòng son từng mảnh, lại tự nói: gọi đến cho lão tăng rửa chân, giảm tột quy quan người. Tức là mới chỉ ra rồi cho rút lại khéo léo. Đương thời đã làm đầy đủ bổn phận, thử nói ý Tuyết Đạo ở chỗ nào. Đến trong ấy gọi lừa cũng phải, gọi ngựa cũng phải, gọi là tổ sư cũng phải. Có danh mạo gì? Như vậy thì rỗng thênh không thánh, quá đúng rồi. Người thường bảo rằng Tuyết Đạo xử tổ sư đi, đáng tức cười không dính dáng. Nói xem cứu cánh thế nào? Đây là cái chỗ nghĩa là hết lòng vì người của ngài, chỉ cho lão hồ biết, chẳng cho lão hồ hiểu. Là câu là chỉ tốt rồi còn gì nữa. Quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy đó là cái lối tụng. Cho nên cái này là những cái hình ảnh nó quá hay, quá đẹp, nhưng mà cái người mới đọc nghe sao đâu không biết gì hết, mà mình đi sâu rồi mới thấy hay, ngài có giấu giếm gì đâu. Bởi vậy nên ngài Đại Huệ đốt là phải, nghĩa là coi như chỉ trắng ra chứ có giấu đâu. Đó là cái ý nghĩa quan trọng của cái bộ này. Tách 2, Kiệu Châu Chí Đạo Vô Nan. Lời dẫn: càng khôn chặt, mặt trời trăng sao đồng thời tối, dù cho gậy như mưa rơi, hét tợ sấm sét, cũng chưa đảm đang được việc hướng thượng trong tông thừa. Quý vị nghe những đoạn này nói cái gì? Càng khôn chặt, chặt hơi rộng. Mặt trời trăng sao đồng thời tối, tối hay sáng?
Đó là những ngôn ngữ dù cho gãy như mưa rơi, hét tở sấm sét cũng chưa đảm đang được việc hướng thượng trong tông thừa. Như vậy thì tất cả những cái hành động tuy là kỳ đặc nhưng mà nó cũng không phải là cái thực của cái sự hướng thượng của thiền tông, tông thừa tức là thiền tông. Giả sử chư Phật ba đời chỉ nên tự viết, lịch đại tổ sư đồng đề chẳng lên, một đại tạng kinh toàn chú chẳng đến, thiền tăng mắt sáng tự cứu chẳng xong, đến trong ấy làm sao thưa hỏi. Bởi vì cái chỗ tột cùng của thiền là cái chỗ tự mọi người ai tự nhận, ai tự giác, chứ không có người khác nhận giác thế cho mình, cũng không phải người khác chỉ cho mình được. Bởi vậy cho nên nói ba đời chư Phật tự biết, giờ dù cho có lịch đại tổ sư đề chẳng lên, tức là đưa ra cũng không được, một đại tạng kinh chú cũng chẳng đến, tức là giải thích cũng không có đến được cái chỗ đó. Như vậy thì dù cho thiền tăng mà ngộ được rồi, tự cứu cũng chẳng xong. Như vậy thì cái chỗ đó làm sao mà đem ra hỏi, đem ra đáp được? Bởi vì cái thực đó thì của mỗi người tự thấy, tự đến, chứ người khác không có thể nói cho mình, chỉ cho mình được. Nói một chữ Phật đã phết bùn dính nước, nói một chữ thiền đã hổ thẹn đầy mặt. Bởi vậy cho nên dù cho dùng ngôn ngữ là Phật, là thiền cũng không có đến được cái thật đó. Bậc thượng sĩ cửu tham chẳng đợi ngôn thuyết, hàng hậu học sơ cơ cần phải nghiên cứu. Nếu mà những cái bậc thượng sĩ tham cứu lâu năm rồi thì khỏi đợi cái ngôn thuyết mới thấy. Còn cái người hậu học, tức là người mới học, sơ cơ tức là mới vào đạo, thì cần phải nghiên cứu. Bởi vậy cho nên mới có công án sao? Công án Triệu Châu dạy: chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa. Vừa có ngữ ngôn là chọn lựa, là minh bạch. Lão tăng không ở trong minh bạch, các ngươi lại tiếp giữ cùng chăng? Cái lời của ngài Triệu Châu nói dễ hiểu không? Dẫn trong tướng tâm minh là chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa. Rồi ngài lại bổ túc thêm: vừa có ngữ ngôn là thuộc về chọn lựa, là thuộc về minh bạch. Nếu có ngữ ngôn tức là có lời nói ra thì thuộc về chọn lựa, thuộc về minh bạch. Lão tăng không ở trong minh bạch tức là không ở trong ngữ ngôn, thì các ngươi lại tiếp giữ cùng chăng? Đã không ở trong ngữ ngôn mà hỏi có tiếp giữ thì chăng? Thì có ông tăng, có vị tăng hỏi: đã chẳng ở trong minh bạch thì tiếp giữ cái gì? Như vậy hiểu được ý của ngài Triệu Châu. Cái câu đó nữa là trong minh bạch đó, là trong ngôn ngữ, mà giờ không ở trong đó thì hỏi thì tiếp giữ cái gì? Triệu Châu nói: ta cũng chẳng biết. Nếu mà bây giờ nói chẳng biết, nó ôi ông mày dốt quá, hỏi gì cũng không biết hết, phải không? Nhưng mà với ngài Triệu Châu nói chẳng biết này có giống cái chỗ chẳng biết của vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Đạt Ma đối trọng là ai đó, thì ngài nói sao? Chẳng biết thì cho chẳng biết này là huynh đệ với chỗ chẳng biết kia đó. Ta hỏi hòa thượng: đã chẳng biết vì sao nói chẳng ở trong minh bạch? Câu hỏi thật là kỳ đặc. Nếu nói không biết á thì tự nói như vậy, còn tại sao nó không ở trong minh bạch bây giờ lại nói chẳng biết? Triệu Châu bảo: hỏi việc thì được, lễ bái rồi lui. Nghe như vậy thì trả lời chưa? Hỏi việc thì được, lễ bái rồi lui. Thì tới lời giải thích. Giải thích: hòa thượng Triệu Châu tầm thường cử thoại đầu này chỉ tại chỉ hiềm chọn lựa. Chỗ này trong tín tâm minh của Tam Tổ nói: chí đạo không khó, chỉ hiềm chọn lựa.
chớ nên yêu ghét, rõ ràng minh bạch. Vừa có phải quấy là chọn lựa, là minh bạch, hiểu cái là lòng qua rồi. Dạo đính giao niêm, mấy chữ này dạo đính tức là sửa sang lại. Thường thường nói cái bài mình viết và cái của người, của những cuốn sách nào đó, mình lâu lâu mình nói rằng còn có những chỗ sơ sót, nhờ sự dạo đính lại là sửa sang lại cho chín chắn. Giao là cái keo, niêm là gắn, gắn dán, kham làm việc gì. Tiểu Châu nói là chọn lựa là minh bạch. Người nay tham thiền hỏi đạo, chẳng ở trong chọn lựa, là ngồi trong minh bạch, phải không? Mình bây giờ thì không ở trong chọn lựa, là ở trong minh bạch, tức là ở trong ngôn ngữ. Lão Tăng chẳng ở trong minh bạch, các ông lại tiếp giữ hay không? Chẳng ở trong minh bạch, các ông lại tiếp giữ hay không? Mà đã chẳng ở trong minh bạch, hãy nói Triệu Châu ở chỗ nào? Nó không ở chỗ minh bạch thì ở đâu? Đó là một câu hỏi đặt ra để chúng ta nghiệm mới thấy. Nếu thấy chỗ Triệu Châu ở là thấy chỗ ai ở nữa? Lấy thấy chỗ ở của chính mình. Vì sao lại giữ, lại bảo người người tiếp giữ? Nghĩa là ở chỗ nào, đã không có chỗ mà đã nói là tiếp giữ. Tiếp giữ cái gì? Ngũ Tổ Tiên Sư thường nói duỗi tay khỏi ông làm sao hiểu. Đó, nói cái kiểu đó là duỗi tay qua khỏi mình không thể hiểu nổi. Hãy nói thế nào là chỗ duỗi tai, hiểu là y đầu lưỡi câu, chứ nhận trái cân bàn. Chỗ này đầu lưỡi câu là cái ý của lời nói, chứ đừng có nhận một cái tiêu chuẩn hay là cái nguyên tắc cứng nhắc. Bởi vì trái cân bàn, trái cân nó là trái cân 1 ký, thì khi mà cái mình để lên cái cán cân, mình kéo ra tới đâu á, thì ta nói đó là mấy ký, phải không? Mấy ký thì ta nói mấy ký, thì cái đó là cái cố định, không có đổi thay. Vì vậy mà cái lời nói đây là lời nói phải hiểu được ý ngoài lời, chứ đừng có chấp chặt vào chữ nghĩa, cho đó là một cái cố định, cho đó là một cái thật. Câu hỏi của vị tăng này quả là kỳ đặc. Khen cái vị tăng hỏi nắm Triệu Châu ở trong không liền tát. Tát làm sao? Đã chẳng ở trong minh bạch tiếp giữ cái gì? Đã không ở trong minh bạch rồi thì còn, mà minh bạch đó, tức là thuộc về ngôn ngữ, phải không? Ngôn ngữ mà bây giờ không ở trong ngôn ngữ, phải tiếp giữ cái gì? Triệu Châu lại chẳng dùng gậy dùng hét, chỉ nói ta cũng chẳng biết. Thông qua cách dễ dàng, ta cũng chẳng biết. Nếu chẳng phải lão này bị vị tăng tát trúng liền quên trước mất sau, nhờ lão có chỗ chuyển thân tự tại, sở dĩ đáp được như thế. Nếu mà không phải người như Triệu Châu nghe ông tăng ông hỏi câu đó cái thì mất hồn rồi, thì quên đầu quên đuôi. Còn này ngài tự tại, cho nên rồi hỏi cái người đáp cái dễ dàng. Thiền tăng ngày nay có hỏi đến cũng nói ta chẳng biết, chẳng hiểu. Đây là đồng đường mà khác lối. Tại sao khác lối? Tại vì cái kia người ta chẳng biết thật, còn này mình chẳng biết bằng bắt chước, bằng học ló. Cho nên đồng đường mà khác lối. Vị tăng này có chỗ kỳ đặc, mới biết hỏi hòa thượng đã chẳng biết tại sao nó chẳng ở trong minh bạch. Đã chẳng biết tại sao chẳng ở trong minh bạch, sao nói chẳng ở trong minh bạch, lại khéo tát một cái nữa. Nếu là kẻ khác thì quên đầu đuôi, quên hết đầu đuôi. Triệu Châu là bậc tát gia, chỉ nói với y hỏi việc thì được, lễ bái rồi luôn. Như vậy thì cái lời nói, cái lời đáp đó là có đáp hay không có đáp? Nghĩa là coi như là ngài khéo
khéo lách qua, lách lại cho khỏi bị những cái tát nó trúng, phải không? Nghĩa là khi hỏi thì Ngài nói cách trôi luôn, không có làm gì mà tát trúng được hết. Vị tăng này như trước không làm gì được lão ấy, chỉ đành nuốt hơi ngậm miệng. Đây là bậc đại thủ tông sư, chẳng cho ông luận quyền, luận diệu, luận cơ, luận cảnh, một bề dùng việc bổn phận tiếp người. Là tiếp cái cách đó là chỉ thẳng cái chân thật của mọi người, chứ không có dùng phương tiện này phương tiện nọ để cho cái ý thức mình duyên theo mắc kẹt trong cái phân biệt. Vì vậy cho nên Ngài nói mà không có dính, để đến cái chỗ mà thức tình nó phân biệt. Do đó nên cái tài của Ngài là cái tài đặc biệt đó đó. Vì thế nói, đem mắng cho ông tiếp mồm, đem khạc nhổ cho ông tạt nước. Đem mắng cho ông tiếp mồm, tức là lời mắng để cho ông tiếp theo, nói theo. Đem khạc nhổ cho ông tạt nước, ông rửa cho sạch. Đâu không biết lão này bình sanh chẳng dùng gậy hét tiếp người, chỉ dùng ngôn ngữ bình thường mà mọi người không làm gì được. Bởi vì lão bình sanh không có nhiều tính toán, cho nên nắm ngang, dùng ngược, thuận hạnh, nghịch hạnh được đại tự tại. Còn mình bây giờ bình thường thì có nhiều gì? Nhiều tính toán quá, cho nên rồi mình không thể dùng ngang nắm ngược gì được hết. Người nay chẳng hiểu được, chỉ nói Triệu Châu không đáp lời hỏi, chẳng vì người nói, thế là trước mặt lầm qua. Như vậy thì trả lời chẳng biết, trả lời cái câu mà hỏi việc thì được, lễ bái rồi lui đó, đâu không phải là đã đáp xong rồi. Tụng: chí đạo vô nan, ngôn đoan ngữ đoan, nhất hữu đa chủng, nhị vô lưỡng ban, thiên tế nhật thượng nguyệt hạ, lam tiền sơn thâm thủy hàn, độc lâu thức tận hỷ hà lập, khô mộc long ngâm tỏa vị cà, nang nang giảng trạch minh bạch quân tử khang. Dịch: chí đạo không khó, lời đúng câu đúng, một có nhiều thứ, hai không hai ba, bên trời nhật trên nguyệt dưới, trước lam nước lạnh núi sâu, đầu lâu thức hết hỉ nào lọc, cây khô rồng ngâm nồi chưa khô, khó khó chọn lựa minh bạch anh tử xem. Cái lời tụng của Ngài Tuyết Đạo nghe có dễ hiểu không? Nghĩa là ở trên nói đã khó rồi, tới Ngài tụng cũng không phải dễ gì. Ở đây chí đạo không khó, thì lời đúng câu đúng. Cái chí đạo không khó đó là lời rất đúng, câu rất đúng. Nhưng mà rồi Ngài giải: một có nhiều thứ, hai không hai ba. Một có nhiều thứ, tại sao một mà thành nhiều thứ? Hai tại sao không phải hai ba? Hai ba cũng là hai nơi, hay là hai chỗ, hai bên chẳng hạn. Bởi vì chúng ta quen nói một. Một là cái nhân của nhiều, phải không? Trước khi muốn đếm nhiều phải từ số mấy? Một rồi mới tới hai, tới ba. Nếu không có hai ba thì có thành một không? Nó, như vậy thì một là sẽ đi tới hai ba. Thì như vậy một nó không cố định một. Rồi hai không hai ba, hai nó không thành hai bên. Tại sao? Nếu không có một thì làm gì có hai? Nó, như vậy thì hai từ một mà có, một từ nhiều mà thành một. Thì như vậy tất cả cái ngôn ngữ nó không có một cái cố định nào hết, mà thấy được cái chỗ không cố định là thấy được cái chỗ chân thật. Bởi vì mình luôn luôn chấp cái nào thực
thì giống như một với một là hai, phải không? Chân lý rồi, cái đó là chân lý. Nhưng mà không có chân lý, bởi vì một hai là một cái lối nói thôi, chứ nó không có cái chỗ cứu kính của nó. Bởi vậy cho nên đây dường như là nói ngược lại, một lại có nhiều thứ, hai lại không có phải hai bên. Tại sao vậy? Vì tất cả cái một cái hai nó không có cái thực. Mà nếu mình chấp nó có một cái thực thì tức là đó là cái ý thức đã bám chặt vào ngôn ngữ rồi. Rồi bây giờ Ngài nói rộng: bên trời, nhật trên, nguyệt dưới, trước lam, nước lạnh, núi sâu. Thì bên trời tức là trên cái hư không, mình thấy mặt trời ở trên, mặt trăng ở dưới. Trước lam tức là trước sân chùa, lam tức là già lam đó. Nước lạnh, núi sâu. Nước thì lúc nào không lạnh, núi thì tự nhiên ở trong rừng sâu, ở trong sâu. Thì như vậy, đó là để diễn tả khi đến chỗ đây rồi thì mọi sự, mọi vật nó đều hiện trước, không có cái phân biệt, không có cái suy tính phải trái, hơn thua, hay là không có cái vọng tưởng điên đảo như chúng ta. Rồi thêm hai câu nữa: đầu lâu thức hết, thủy nào lập, cây khô rồng ngâm, nồi chưa khô. Đó là dẫn sự tích, sao sẽ giải thích cái sự tích này. Khó chọn lựa, minh bạch anh tự xem. Nói chọn lựa, nói minh bạch thì mỗi người tự phải xem lại mình, chứ không có ai giải, không có ai giúp mình mà bỏ cái chọn lựa, bỏ cái minh bạch được. Giải tụng: thuyết đạo biết chỗ rơi của lão, nên tụng chí đạo không khó. Theo sau liền nói: lời đúng, câu đúng. Thấy được cái chỗ tọt đó. Dở một góc, ba góc đều theo. Như một tấm ván vuông bốn góc, bây giờ mình nắm một góc dở lên thì mấy góc kia có theo không? Nó đều theo nhau. Bởi vậy cho nên nó dở một góc thì ba góc đều theo. Nếu mình thấy được chỗ chí đạo, nó là một lẽ thực, không có khó, thì đó là mình đã thấy dở được một góc rồi. Thì tiếp đạo nói: một có nhiều thứ, hai không hai ban, giống như ba góc trở lại một góc. Tức là ba góc kia mình nắm, mình đưa lên thì góc nọ cũng đi theo. Tức là đảo đến, tới, lộn lui, để cho mình thấy rõ ý nghĩa chí đạo không khó nè. Ông hãy nói chỗ nào là chỗ lời đúng, câu đúng. Tại sao một lại có nhiều thứ, hai lại không hai ban? Nếu không có mắt sáng, nhầm chỗ nào dò tìm? Nếu thấu được hai câu này, cổ nhân nói đã thành một mảnh. Như xưa thấy núi là núi, thấy nước là nước, dài là dài, ngắn là ngắn, trời là trời, đất là đất. Có khi gọi trời là đất, có khi gọi đất là trời, có khi gọi núi chẳng phải núi, nước chẳng phải nước. Đó, nghĩa là nếu mình thấy rốt được cái chỗ này á, thì nghĩa là đảo đi lộn lại, nghĩa là trời là trời, nước là nước, núi là núi, sông là sông, gì gì mình thấy như vậy. Nhưng mà có khi mình nói ngược lại, đảo lộn lại cũng không có lỗi gì. Có khi gọi trời là đất, có khi gọi đất là trời, có khi gọi núi chẳng phải núi, nước chẳng phải nước. Cứu cánh làm sao được chỗ bình ổn, làm sao đến chỗ bình an, đến chỗ ổn định. Gió đến cây động, sóng nổi thuyền cao, xuân xanh hạ trưởng, thu thông thâu đông tàn. Chữ tàn có xê nha. Ở đây Ngài nói gió đến thì cây động, cây nguyên nó có động không? Nhưng mà gió thổi thì thấy cây nó động. Rồi sóng
nổi thì thuyền cao. Mình thấy chiếc thuyền ở ngoài biển đó, ở khi nó trồi lên, khi nó hụp xuống, thì tự thuyền trồi hụp hay là tại cái gì? À, tại sóng mà thuyền trồi hụp. Rồi mùa xuân thì theo Trung Hoa là cái mùa cây cối nó nảy chồi đâm tược, cho nên gọi là xanh. Hạ trưởng, mùa hạ thì nó được tăng trưởng, nó lớn lên. Thu thâu tức mùa thu thì thu hoạch, tức là làm ruộng thì mùa thu, mùa hạ thì làm giống, mùa thu thì thu hoạch. Đông tàn, mùa đông thì đem vô kho, chứ tàn này là kho, là chứa cất. Nghĩa là để nói rằng tất cả sự vật nó có chuyển biến, nó có những cái khác lạ, khi thế này, khi thế nọ, sau đó là tùy duyên, chứ còn mỗi pháp nó là như vậy, không có nên vọng tưởng phân biệt. Cũng như thuyền nó không có cao thấp, mà do sóng rồi thấy có thấp cao. Ở các sự vật cũng vậy, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, tùy mùa chuyển biến, rồi mình theo đó mà có những cái hành động. Một thứ tâm an lặng lẽ vắng bạc, thì bốn câu tụng này hay tuyệt. Nếu mà tâm mình đã thanh tịnh rồi thì nhìn qua bốn câu kệ này mới thấy nó hay tuyệt. Tại sao? Bởi vì thấy rõ cái chỗ chí đạo. Mà đã thấy rõ được chỗ chí đạo rồi thì tất cả ngôn ngữ nó không có cái gì là thật để cho mình phải bị kẹt, không bị mắc. Tiết độ có thừa tài, cho nên phân chia đúc kết toán ra chỉ là trên đầu để đầu. Nói chí đạo không khó, lời đúng câu đúng. Một có nhiều thứ, hai không hai ba. Nghĩa là có khi ông đúc kết, có khi phân chia, có khi toán ra. Thì như vậy để làm lập tới lập lui cho chúng ta dễ thấy. Tuy không cho nhiều việc, mà khi bên trời trên là nhật thì dưới là nguyệt. Khi trước lam, núi sâu thì nước lạnh. Đến trong ấy lời cũng đúng, câu cũng đúng, mỗi mỗi đều là đạo. Vật vật toàn là chân, há chẳng phải chỗ tâm cảnh đều quên, làm thành một mảnh. Nghĩa là nhìn tất cả cái gì ra cái ấy, mà mình không có một cái vọng tưởng, không có một cái phân biệt nào, thì đó rõ ràng tất cả hiện tiền. Tiết độ phần trước đội ngọn cô phong, phía sau lá đuôi chẳng ít. Phần trước thì như là ngài giấu kín, gọi là đội ngọn cô phong, phía sau lá đuôi chẳng ít, tức là bài cho chúng ta thấy cái lẽ thực. Nếu người tham được thấu, thấy được triệt, tự nhiên giống như thượng vị đề hồ. Nếu mà người đã thấu triệt rồi thì nghe mấy câu này giống như được uống cái thượng vị đề hồ. Nếu người tình giải chưa quên, liền thấy bãi qua tám mảnh, quyết định không thể lãnh hội thoải đầu như thế. Nếu mà mình còn mang tình giải thì mình thấy có bảy qua tám mảnh, tức là chia làm ba, làm bảy, đủ thứ, thì như vậy không thể lãnh hội được. Đây là giải những cái đoạn sau. Đến câu đầu lâu thức hết hỉ nào lập, cây khô rồng ngâm nồi chưa khô. Đây chỉ là chỗ qua lại thêm sáng tỏ. Tăng hỏi thế này, Triệu Châu đáp thế kia. Triệu Châu nói chí đạo không khó, chỉ hiền chọn lựa. Vừa có ngữ ngôn là chọn lựa, là minh bạch. Lão Tăng chẳng ở trong minh bạch, các ông lại tiếc giữ hay không? Có vị Tăng ra hỏi, đã ở, chẳng ở trong minh bạch lại tiếc giữ cái gì? Triệu Châu đáp, ta cũng chẳng biết. Tăng thưa, hòa thượng đã chẳng biết, tại sao lại nói chẳng ở trong minh bạch? Triệu Châu bảo, hỏi việc thì được, lễ bái rồi lui. Đây là công án của người xưa hỏi đạo. Tuyết đạo lôi ra quán xuyến tụng ra, chí đạo không khó, chỉ hiền chọn lựa. Người nay chẳng hỏi ý cổ nhân, chỉ quản nuốt lời, nhai câu, biết bao giờ liễu ngộ. Nếu hàng tác giả thông phương, mới hay biện được lối nói này. Đâu không thấy Tăng hỏi Hương Nghiêm, thế nào là đạo? Hương Nghiêm đáp,
trong cây khô rồng ngâm, tức là trong cái cây khô mà có con rồng ngâm ở trong đó. Tăng hỏi thế nào là người trong đạo? Trước hết là đạo, bây giờ hỏi người trong đạo. Thì Hương Nghiêm đáp: chồng có mắt trong đầu lâu. Đầu lâu tức là cái sọ khô, sọ khô mà có chồng có mắt. Nếu có chồng mắt thì còn gọi là sọ khô được không? Như vậy trong cây khô rồng ngâm, trong cái đầu lâu có chồng có mắt, thì như vậy chúng ta mới thấy trong cái chết nó có cái sống, trong cái nó điêu tàn quỷ hoại hư hoại vẫn còn có cái sinh trưởng. Như vậy cho nên không có phải nhìn một chiều được. Bởi vì người tu mà nói rằng mình đi tới cái chỗ giáng chết rồi mới có sống được, qua cái cơn chết rồi mới sống lại, giống cũng như một nhảy khỏi đầu sào trăm trượng vậy. Sao vị tăng đến hỏi Thạch Xương thế nào trong cây khô rồng ngâm? Thạch Xương đáp: vẫn còn kẹt hỉ. Tăng hỏi thế nào trong trồng con mắt trong đầu lâu? Thạch Xương đáp: vẫn còn kẹt thích. Thì ở đây Thạch Xương này nói còn hỉ còn thích. Vị tăng này lại đến hỏi Tào Sơn thế nào trong cây khô rồng ngâm? Tào Sơn đáp: quyết mạch chẳng dứt. Như vậy thì cái quyết mạch không có dứt. Tăng hỏi thế nào trồng con mắt trong đầu lâu? Tào Sơn đáp: khô chẳng hết. Tăng hỏi người nào được nghe? Tào Sơn đáp: khắp đại địa mọi người đều nghe. Nếu mà ai đạt đến đó thì đều thấy giống nhau, đều cùng sống đúng như nhau chứ không có khác. Tăng hỏi chương cứu gì? Tào Sơn đáp: người nghe đều tan, không có câu nào hết. Tào Sơn làm tụng: khô mọc lông ngâm trên kiến đạo, độc lâu vô thức nhãn sơ minh, hỷ thức tận thời tiêu thức tận, đương nhân na biển trọc trung thanh. Tạm dịch: cây khô rồng ngâm thật thấy đạo, đầu lâu không thức nhãn vừa minh, hỷ thức hết rồi tinh tức hết, người đời nào biển đục trong trong. Thì cái lời tụng của ngài Tào Sơn để thấy khen ai và không chấp nhận ai. Cây khô rồng ngâm thật thấy đạo đó là khen ngài Hương Nghiêm, nói trong cây khô có đầu lâu hay là trong cây khô rồng ngâm đó là thấy đạo thực. Đầu lâu không thức nhãn vừa minh, tức là trong đầu lâu mà không có thức đó là nhãn vừa sáng thôi, mắt vừa sáng thôi. Thì như vậy cái câu mà nói ở ngài Thạch Xương nói rằng còn kẹt thức thì cái đó thì ý ngài Tào Sơn không chấp nhận cái đó, cho nên ngài mới nói hỷ thức hết rồi tinh tức hết. Khi nào không còn hỷ không còn thức thì tinh tức nó mới hết. Người đời nào biển đục trong trong, người đời đâu có đủ cái khả năng biện biệt được cái đục ở trong cái trong, hay ngược lại cái trong ở trong cái đục. Tiếp đạo quả là tay cử phách, một lúc vì ông qua lại tụng ra, tuy nhiên như thế trọn không có hai thứ. Tuy nói đến nói lui rốt cuộc cũng không phải là hai phía hai mặt. Rốt sao tiếp đạo với chỗ vì người lại nói khó khó. Tới đây là cái chỗ nhiệt tình của ngài tiếp đạo. Chỉ hai chữ khó này cũng cần thấu qua mới được. Tại sao bá trưởng nói tất cả ngữ ngôn núi sông quả đất mỗi mỗi đều phải xoay về nơi mình? Đây dẫn lời tổ bá trưởng nói người học thiền thì tất cả ngữ ngôn núi sông quả đất cái gì cũng xoay trở về mình hết. Tiết đạo tụng ra rút lại cuối cùng phải trở về chính mình. Hãy nói chỗ nào là chỗ tiết đạo vì người, chọn lựa minh bạch anh tự xem. Như vậy thì đó là xoay lại mình. Thì như vậy chọn lựa minh bạch đó là chỉ cho ngữ ngôn phân biệt
mà nữ ngôn phân biệt mà hết hay là không hết là cũng tự mình thôi. Cho nên mình phải xem, mình phải phản quan trở lại mình thì mọi việc đều kết quả tốt. Đã là làm sáng biềm tức là nói đủ thứ rồi, tại sao tụng rồi lại nói anh tự xem, khéo bài vẽ dạy ông tự xem. Nghĩa là bài vẽ đó mình phải tự xem thử nói ý rơi tại chỗ nào. Chứ bảo mọi người lý hội chẳng được, giả sử sơ tăng đến trong ấy cũng chỉ là lý hội chẳng được, như vậy mình lý hội được không? Những ngài nói rằng cái chỗ đó thì lý hội chẳng được, nếu có lý hội thì tức là chưa phải là cái chỗ chân thật rồi. Còn nếu tới chỗ chân thật nó không còn có gì để lý hội nữa, đó là nói dường như khó, mà rốt cuộc rồi là để chỉ cho chúng ta thấy người đạt tới đó, sống được tới đó rồi thì tâm nó vẫn là thanh tịnh an nhiên, thì nói tới nói lui nói gì cũng được cũng trúng, mà không cho mình khởi nghĩ. Đó là cái đặc biệt của ngài.